Chương 11: Khuôn mặt dễ bị ăn mắng. Sau bữa ăn, cô giáo Hồ hẹn Chu Ngư đi mua sắm, sắp Tết rồi, xem có gì cần mua thêm. Hai người trò chuyện trên phố, từ ba tất kim liên nói đến bà cụ bó chân. Chu Ngư nói bà nội mình bó chân, ngón chân hoàn toàn biến dạng, mua giày phải mua cỡ nhỏ nhất rồi về nhét bông thêm. Cô giáo Hồ nói trùng hợp, bà của bạn học cũ của cô ấy biết làm thủ công, chuyên làm giày bó chân bán cuối cùng họ không đi mua sắm nữa mà đến nhà bà của bạn học cũ. Bà cụ 80 tuổi, mắt không mờ, đang ngồi bên bếp cầm dùi đục may vá. Trên xe đẩy trước cửa bày đủ loại giày bó chân. Bà nói bông lót trong giày còn ấm hơn của cửa hàng, cỡ nào cũng có. Chu Ngư chọn một đôi giày bông và một đôi giày mùa hè. Cô giáo hồ nói giày mùa hè thì mua lúc xuân mới có mẫu mới. Chu Ngư nói như nhau cả thôi, thực ra cô lo cuộc đời vô thường, không biết liệu có chờ đến mùa xuân được không trên đường về cô nhắn tin cho tôn cánh thành anh đến đâu rồi tôn cánh thành trả lời nửa tiếng nữa về đến nhà cô đáp em ở nhà đợi anh hai người hẹn nhau chiều về nhà tập thể cô chào tạm biệt cô giáo hồ rồi về nhà về được năm phút thì tôn cánh thành nhắn cô xuống trên xe hai người trò chuyện chu ngư nói vừa mua sắm cùng đồng nghiệp mua giày cho bà nội tôn cánh thành theo phản xạ muốn hỏi vậy sao em không về nhà tập thể trước nơi họ mua sắm không xa nhà tập thể nhưng lời vừa tới miệng anh lại nuốt xuống cũng trong lúc đó anh mới nhận ra là từ khi kết hôn chu ngư ít khi về nhà mẹ một mình luôn cùng đi với anh tôn cánh thành nắm tay cô đưa lên miệng thổi đi mua sắm có lạnh không chu ngư lười đáp lại rồi phản ứng lại nói anh muốn nắm tay thì nói thẳng tôn cánh thành cười lớn chu ngư cũng vui vẻ nói đã phát tiền thưởng rồi cô chắc là người được thưởng nhiều nhất trong nhóm giáo viên trẻ. Tôn Cánh Thành hỏi, sao lại trong nhóm giáo viên trẻ? Giáo viên lớn tuổi thâm niên lâu, nhiều người có thâm niên 20 năm rồi. Chu Ngư lấy vài phiếu mua hàng đưa anh xem, phúc lợi cuối năm. Còn có laptop. tốt. Phúc lợi tốt quá. Đưa mẹ anh hai phiếu, mẹ em hai phiếu, để hai mẹ mua sắm Tết. Chu Ngư nói, rồi lấy một hộp trang sức đưa anh xem, hai tháng nay tiền sinh hoạt dư giả, em mua cho mẹ anh một chiếc vòng tay vàng, 38 gram. Không phải anh nói em mua cho mẹ em sao? Mẹ em không đeo vòng tay vàng. Ý em là mẹ anh tầm thường. Tôn cánh thành trêu cô. Tầm thường mới tốt, người tầm thường dễ vui vẻ. Chu Ngư nhìn anh, nói một cách thương hại, anh biết tại sao mình luôn bị mắng không? Tôn cánh thành lắc đầu. Vì e quy của anh thấp, không có mắt nhìn, có gương mặt dễ bị ăn mắng tuần trước ăn cơm chị dâu hai tặng mẹ một bộ mỹ phẩm chống nhăn mẹ vui lắm anh lại nói đồ này không có tác dụng không thể làm mờ nếp nhăn trên mặt mẹ chu ngư nói một câu nói của anh làm mất lòng hai người mẹ vui không phải vì mỹ phẩm mà là vì đây là quà con dâu tặng em mua vòng tay vàng cho mẹ cũng là vì lý do đó trung thu ăn cơm anh hai khen mẹ trông rất có tinh thần khen chiếc váy của mẹ màu sắc đẹp mẹ đang vui anh lại nói mẹ cố làm trẻ nói màu của chiếc váy quá sáng không hợp với mẹ đồng chí ăn cơm anh cả và anh hai mời rượu mẹ cảm ơn mẹ đã vất vả chăm sóc con cháu còn chăm rất tốt mẹ xúc động đến rơi nước mắt đúng lúc cả nhà đoàn tụ mẹ từ con hiếu anh lại đi nói mặt ngôn ngôn đầy nước mũi tại sao chị gái anh luôn hẹn anh về trước và khi xác nhận anh đã đến rồi chị ấy mới đến muộn sau một tiếng chu ngư hỏi anh tôn cánh thành lắc đầu như lắc trống bởi vì chị ấy muốn anh đến trước để chịu trận đợi đến khi chị ấy về thì mẹ đã mệt mỏi không còn sức để mắng nữa tôn cánh phi theo dõi chiếc xe phía trước đến khu dân cư nhìn hai người kia lên lầu rồi chị mới mở điện thoại ra tin nhắn là từ luật sư gửi tới ông ấy nói bằng chứng tôn cánh phi cung cấp không đủ mạnh còn có thể bị nghi ngờ về tính hợp pháp của nó đặc biệt là những bằng chứng ghi hình trong nhà có thể bị đối phương lấy lý do xâm phạm quyền riêng tư để yêu cầu vô hiệu tôn cánh phi gọi điện thoại thảo luận đối phương nói một số hành vi của chị không đúng do đó việc biện hộ phụ thuộc vào tòa án có chấp nhận hay không với bằng chứng hiện tại chị có lợi thế trong việc phân chia tài sản nhưng con cái sống cùng ông bà nội trong thời gian dài và quan hệ cha con của họ rất tốt dù là tòa án hay ý kiến của con cái chị đều gặp bất lợi tòa án sẽ không vì chị là người không có lỗi mà giao con cho chị chị chỉ có thể cố gắng tranh thủ ý kiến của con vì là cuộc trò chuyện qua điện thoại nên lời của luật sư rất rập khuôn và thận trọng. tôn cánh phi thấy nói chuyện qua điện thoại không hiệu quả, hẹn lần sau gặp mặt. sau khi cúp máy, nhìn thấy hai người kia ôm nhau ra khỏi khu dân cư, chị quay đầu lái xe từ từ theo sau, thấy họ sắp vào chợ, chị bất ngờ tăng tốc, cho xe lướt sát chồng mình rồi lao đi. đến khi rẽ vào dòng xe, chị mới hạ cửa kính, chỉnh lại gương chiếu hậu. xe là chị thuê từ cửa hàng xe, ba ngày lại đổi một lần. Ba ngày lại đổi một lần. Chị đầu xe bên lề đường, lướt nhóm chat gia đình nhà họ Tôn, một tiếng trước mẹ Tôn nhắn hỏi mọi người muốn ăn gì thì báo trong nhóm. Vợ chồng anh Hai tự tin chọn món, chị dâu cả vẫn là chiều nay sẽ đến giúp, Chu Ngư thì vẫn luôn trả lời không thay đổi, gì cũng được. Chỉ có anh cả và đứa thứ tư không trả lời. Chị nhắn riêng cho Tôn Cánh Thành, tối nay không về phòng khám sao? Lâu sau Tôn Cánh Thành mới trả lời, về ngay sau đó thấy anh nhắn trong nhóm, cả hố kho. Không ngoài dự đoán, mẹ Tôn gửi lại một tin nhắn thoại dài 20 giây, muộn rồi, mẹ đã từ chợ về rồi. Mẹ là người giúp việc của con sao? Còn phải chờ con xong việc rồi mới dặn món. Tôn Cánh Thành lập tức gửi một hình ảnh vào nhóm, kèm theo dòng chữ, mẹ yêu dấu, mẹ đã vất vả rồi, con vừa ở tiệm vàng chọn quà sinh nhật cho mẹ nên không kịp trả lời. Tôn Cánh Phi muốn nôn, nhắn riêng cho anh. Chu Ngư dạy cậu. Tôn Cánh Thành không thèm trả lời chị. Và tin nhắn thoại mẹ Tôn chỉ trích Tôn Cánh Thành đã bị thu hồi. Chẳng bao lâu sau gửi lại một tin nhắn chữ, nhà mình gần chợ mà, lát nữa mẹ đi mua. Ngoài cá hố kho, còn còn muốn ăn gì nữa không? Chị dâu hai hỏi, mẹ, mẹ không biết gõ chữ mà. Mẹ Tôn trả lời, mẹ, con là Gia Hưng đây. Loạn quá loạn. Tôn Cánh Phi thấy thời cơ đến, viết mẹ, con vừa đi công tác về, tối nay cũng về nhà. Con muốn ăn đậu hũ tôm nõn, bò xào cải xanh, rồi chuẩn bị gửi. Lại thấy tôn cánh thành gửi một tin, mẹ, không làm phiền mẹ nữa, chỉ ca hố kho đã đủ phức tạp rồi. Tôn cánh phi xóa hết những gì vừa viết. Nhắn riêng cho tôn cánh thành, lưu năng cũng không bằng cậu. Trên bàn ăn, ngoài anh cả và anh hai không đến, tôn cánh thành cũng hiếm khi vắng mặt. Mặt tôn hữu bình trông rất khó coi, mẹ Tôn nhìn mâm thức ăn chuẩn bị kỹ càng, nói, sau này nếu không ai rảnh thì đừng tụ họp nữa. Bà cô con dâu im lặng. Mẹ Tôn thấy hối hận vì câu nói của mình, Tôn Cánh Phi đón lời, đàn ông không đến, phụ nữ chúng ta tụ họp vậy. Thời gian tới tụi nó cũng không cần đến, chỉ mẹ con mình tụ họp. Mẹ Tôn cố gắng sửa lời. Tôn Cánh Phi nhìn Chu Ngư đối diện, không phải thằng Tư nói sẽ đến sao? Chu Ngư nói, em không gọi cho anh ấy được tôn cánh phi lấy điện thoại gọi thông báo không liên lạc được chú tư không phải là người vô trách nhiệm có lẽ bị việc gì đó kéo chân rồi chị dâu cả nói có chuyện gì thì cũng phải báo một tiếng chứ chị dâu hay tiếp lời chú tư so với anh hai nhà em có trách nhiệm gia đình hơn có chuyện chú ấy sẽ nói không khí bắt đầu căng thẳng tôn cánh phi cầm đũa gõ nhịp trên bàn ăn thôi người lớn rồi cũng không phải lần đầu nó làm mất điện thoại về rồi mẹ mắng cho một trận suốt ngày không đàng hoàng mẹ tôn lẩm bẩm nó đâu phải trẻ con tôn cánh phi nói suốt ngày có chuyện hay không đều mắng ngọc không mài thì không sáng người không mắng không thành tài mẹ tôn trách chị đừng tưởng mua cho mẹ cái loa lớn là mẹ tha cho con hai tháng không về nhà buổi chiều tôn cánh phi về trước đến cửa hàng điện máy mua một cái loa lớn nói là trúng thưởng ở buổi tiệc công ty mẹ tôn vui mừng không ngớt lời khen chị may mắn mẹ tôn thích nhảy ở quảng trường tháng trước người dẫn đầu đội muốn mọi người góp tiền mua loa lớn nhưng không mấy ai chịu góp nay bà mang loa đến vị trí của bà trong đội sẽ khác hẳn trước đây trước đây bà không có tiếng nói và quyền lực gì trong đội cả mẹ tôn rất tuổi thân trước đây trong đội mọi người khinh thường mẹ nhất suốt ngày nói mẹ đi nhảy mà còn mang theo cháu vậy thì đừng đi nữa tôn cánh phi nói một cách nhẹ nhàng không được mẹ chỉ có mỗi sở thích này thôi. Hai mẹ con nói qua nói lại, bà cô con dâu vì e ngại ba chồng nên không tiện nói chuyện phím. Bình thường Tôn Hữu Bình ăn xong sẽ xuống phòng khám ngay, lần này ông đặt đũa nằm ngang trên miệng chén, ngồi nghiêm trên ghế. Chị dâu cả hiểu chuyện gì xảy ra, nhảy mắt với chu ngư, đợi chú tư đó. chu ngư chỉ cười, không nói gì. Chị dâu hai che miệng xỉ răng, Tôn Hữu Bình không đứng dậy nên không ai dám rời bàn trước. Tôn Cánh Phi nhìn ông, cố tình hỏi, ba, ba ăn xong chưa? Tôn Hữu Bình như mọi khi không thèm để ý đến chị. Mẹ Tôn thúc giục ông, ăn xong rồi thì xuống phòng khám đi. Tôi đang đợi uống canh. Bà Tôn Bình thản nói. Hôm nay chỉ có canh việc già, không còn gì khác đâu. Mẹ Tôn cầm muỗng khoái khoái, chỉ còn chút đấy thôi. Bà Tôn súc miệng rồi đi xuống phòng khám. Ba thật thú vị. Tôn Cánh Phi cười nói, như kiểu mấy người xưa. Con lo ăn đi. Mẹ Tôn Dục Chị, gọi lại cho Tôn Cánh Thành lần nữa xem. Tôn Cánh Thành thực sự đã bị kéo chân, trên đường về gặp một người bị động kinh cấp tính, anh hiểu một chút về bệnh này nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Khi bệnh nhân phát tác, không có người nhà bên cạnh, đợi đến khi xe cứu thương đến, anh cũng bị mời lên xe đến bệnh viện. Còn điện thoại rơi lúc nào, anh cũng không rõ. Khi về đến phòng khám, anh thành thạo đi lấy thuốc rửa vết thương nhân viên trong phòng khám thấy anh bị thương ở ngón tay liền đến giúp anh xử lý làm sao mà bị cắn vậy trên đường gặp người bị động kinh khi dọn sạch chất nôn trong miệng cô ấy thì bị cắn tôn cánh thành nói người đó không sao chứ không sao đưa đến bệnh viện thì ổn rồi trong miệng có nhiều vi khuẩn vết thương không thể coi thường được người nọ giúp anh khử trùng sâu ở một góc khác của phòng khám tôn hữu bình vừa xúc xỉ thang trong lò vừa lắng tai nghe tôn cánh thành cầm điện thoại mới tìm thấy quét mã thanh toán tiền thuốc nhân viên nói anh khách sáo quá thuốc của nhà mình mà còn trả tiền tôn cánh thành không nói gì xử lý xong thì lên lầu tôn hữu bình đổ xỉ thang vào xe rác bên đường mặt mày khó coi quay về phòng khám nhân viên nọ giả vờ không biết gì bận rộn không ngừng trên lầu đã náo nhiệt mọi người đang vây quanh kha vũ xem video hot của anh cảnh tôn cánh thành cứu người bị quay lại nhưng mọi người không tập trung vào việc anh cứu người mà chú ý đến việc anh cẩn thận che mặt của bệnh nhân để bảo vệ tôn nghiêm cho người ta còn hét lên với người qua đường đừng chụp đừng quay nữa các video và hình ảnh phát tán đều che mặt bệnh nhân rất kỹ chỉ lộ mặt người cứu người là tôn cánh thành người cứu người lúc này đang ngồi ăn thức ăn thừa được vợ hâm nóng mẹ anh thì nhìn anh cười hiền từ. Tôn Cánh Phi ra hiệu cho Kha Vũ mang điện thoại xuống cho ông ngoại xem. Sau đó chị ngồi phịch xuống ghế sofa, cư dân mạng cũng có ý thức. Đừng có lười biến nữa, không thấy chị dâu cả của con và Chu Ngư đang trong bếp hả? Mẹ Tôn nói chị. Chị dâu, trong bếp cần giúp gì không? Tôn Cánh Phi hỏi. Không cần, xong hết rồi. Chị dâu cả đáp. Mẹ Tôn chọc chọc ngón tay vào chị, nói nhỏ còn giống y hệt chị dâu hai con. Chị dâu hai đã về từ nửa tiếng trước, nói đã đặt chỗ cho tiệc sinh nhật của mẹ tuần sau ở khách sạn sang trọng nhất trong thành phố. Mẹ Tôn nói tổ chức ở nhà hàng của anh hai là được rồi, nhưng chị dâu hai nói nhà hàng của nhà mình không đủ đẳng cấp. Tôn Cánh Thành bị thương ở tay, giờ ngón tay chỉ lang ăn cơm, Tôn Cánh Phi nhìn không chịu nổi, kêu anh bớt làm màu. Kha Vũ từ dưới lầu chạy lên, giơ điện thoại lên gọi, "Cậu ơi, cậu ơi, có người gọi cậu là chồng." còn cầu hôn cậu nữa. Tôn Cánh Thành nhận lấy xem phần bình luận, có người nói anh nhiều nhất 27, 28 tuổi, rất có khả năng chưa kết hôn, có người khen anh đẹp trai, khuôn mặt chính trực, có người xin quy chát, tỏ tình. Tôn Cánh Thành soi gương, anh thường được khen ngũ quan chính trực, chưa từng nghe ai nói anh chính trực và tuyệt tuyệt tử. Anh hỏi Kha Vũ, tuyệt tuyệt tử là cái gì? Là đẹp quá mức, quá đẹp. Kha Vũ cố gắng giải thích trong phòng khách tôn cánh phi tặng chị dâu cả một chiếc vòng tay vàng tặng chu ngư một chiếc túi hàng hiệu trước đó chu ngư giúp kha vũ ôn bài chị không biết nên tặng gì cho phải còn chị dâu cả là tiện tay mua chỉ tặng chu ngư thôi thì không được riêng chị dâu hai thì chị không mua gì vì chị dâu hai kén chọn mua không vừa ý thì chị ấy sẽ không nhận trên đường về chu ngư đặt túi sang một bên thật lòng nói có tiền thật là tốt em thích thì mua đi đâu phải không mua nổi tôn cánh thành nói em không nói về túi em nói mà thôi anh không hiểu đâu chu ngư lười giải thích sao em biết anh không hiểu đừng cãi nhau nữa chu ngư đáp tự dưng em lại nói những lời khó nghe tôn cánh thành trách cô chỉ biết nói những lời mỉa mai liên quan gì đến anh em tính cách phân liệt sáng nắng chiều mưa Bên ngoài bị ức hiếp về nhà chỉ biết trút giận lên anh, em chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Thật đúng là tự hiểu mình, anh chính là kẻ yếu. Chu Ngư hờ hững đáp, em mới là kẻ yếu. Anh bị bệnh nhà, chính anh nói mình yếu. Chu Ngư nhìn anh, ý anh là gì? Ý anh là em bắt nạt kẻ yếu. Chu Ngư nhìn anh như một đứa ngốc, nói, anh là Optimus Prime, anh 24 giờ đều mạnh anh là đàn ông, anh là đàn ông, không chấp với phụ nữ, không chấp với phụ nữ. Tôn cánh thành thở hắt ra, lẩm bẩm. Cái anh này ngộ ghê. Chu ngư hết nói nổi. Hai người ngu giận, không ai nói gì nữa, đến nhà thay giày, Chu ngư nói, ý em là có tiền có thể làm mọi thứ. Mục đích cuối cùng của việc có tiền chính là có thể làm mọi thứ. Tôn cánh thành nói. Chu ngư đẩy anh, sau này em cũng học chị dâu hai và chị gái anh, không làm việc nhà chỉ cần quà là đủ mẹ nói em bận công việc không cần em giúp anh không hiểu lời khách sáo hả chu ngư nói anh để mẹ anh tự lo trong bếp em là con dâu lại ngồi xem tivi nhà em không phải cũng là mẹ em bận còn em ngồi xem tivi anh đúng là đáng đánh anh đã nói đó là nhà em mẹ em rồi mà chu ngư bực mình nhìn anh chương mười hai tuổi trung niên kiêu kỳ sau khi mọi người giải tán, Tôn Cánh Phi vào phòng con trai, Kha Vũ đang cầm cụi giải đề. Tôn Cánh Phi hỏi, học lớp 10 đã bắt đầu giải đề thi rồi sao? Dạ. Kha Vũ không ngẩng đầu lên nói, đây là bài thi mợ soạn cho con, còn có những câu hỏi dễ ra và nâng cao tư duy. Tôn Cánh Phi nhìn thấy một đống đề thi in ra bên cạnh, hỏi cậu, con hiểu hết không? Không hiểu con sẽ hỏi mợ. Mợ nói con có thể hỏi bất cứ lúc nào ừ tôn cánh phi gật đầu cố gắng hỏi vào ban ngày buổi tối thì đừng hỏi nữa nhé kha vũ chăm chú làm bài tôn cánh phi đứng một lúc kha vũ ngẩng đầu lên mẹ có việc gì sao không có tôn cánh phi ra ngoài chú ý nghỉ ngơi đừng làm bài quá muộn đúng rồi mẹ kha vũ gọi chị lại sao vậy tôn cánh phi quay đầu đã nghỉ đông rồi khi nào chúng ta về nhà ông bà nội con muốn khi nào về? Tất nhiên là càng sớm càng tốt." Kha Vũ nói, "Con nhớ bà nội và ba rồi." "Ừ, để mẹ sắp xếp." Tôn Cánh phi ra ngoài, trong phòng khách hai con trai của anh hai đang trùng mình xem phim ma. Vô tình nhìn thấy chị đứng sau sofa, suýt nữa sợ phát hiếp. Chị ra ngoài phòng khám đứng bên đường hút thuốc, mẹ Tôn vừa từ buổi tập nhảy về cùng mọi người, thấy vậy chị giấu điếu thuốc ra sau, không để bà mất mặt với người ta. Chị hút xong đi lên lầu, đi ngang qua phòng khám bị nhân viên gọi lại, chị cánh phi. Có chuyện gì? Ờ thì. Nhân viên liếc nhìn Tôn Hữu Bình, lần sau cố gắng lên từ cổng khu dân cư chị nhé. Được. Tôn Cánh Phi nói rồi đi lên lầu. Trên lầu, mẹ Tôn liếc nhìn chị một cái, cố ý phải phải tay xua khói thuốc tưởng tượng trong phòng, hỏi chị, lần này nghỉ mấy ngày? Hết năm mới. Tôn Cánh Phi nói vậy thì tốt quá con đừng chỉ biết kiếm tiền cũng nên quan tâm đến kha vũ sao con không đưa thằng bé đi chơi trong kỳ nghỉ đông hoặc là giống nhà chị dâu hai của con đưa con mình ra nước ngoài đi ngày mai con sẽ hỏi thằng bé tôn cánh phi nghĩ ý tưởng này không tồi thôi đừng ra nước ngoài dịch bệnh không về được thì phiền phức mẹ tôn lấy một thau nước nóng thả gói thuốc ngâm chân vào hôm qua thấy nó nói chuyện video với ông nội Vui lắm. Ông nội hỏi nó thi thế nào, nó nói rất tốt. Nói xong quay đầu chỉ một góc, ông nội nói tháng trước nhờ người mang củ mài đến, nhà mình ăn suốt một tháng, hấp, nấu canh, nấu cháo cũng có. Ngày hôm trước dì con gọi điện, nói cháu trai mình không có việc làm, muốn đến đây tìm việc. Ý là muốn ở nhà con, nhưng mẹ nói nhà con đã cho thuê rồi, không thể đuổi người thuê được. Nhà con không tiện, thuê rẻ nhưng xa nghe ý gì con thì không muốn trả tiền thuê mẹ tôn biểu môi nghe là thấy không ổn rồi sợ lại dính líu đến tìm việc giúp cháu trai gì con lười biếng lắm mấy căn nhà của con mua không căn nào gần trường học cũng không có vị trí tốt nhưng lại giúp thằng tư chọn căn tốt nhất nhà đó vị trí quá tốt mấy hôm trước mẹ nói các con đều khá hơn nó nó không vui còn giận mẹ nửa ngày cậu ấy đã không thích nghe rồi mà mẹ càng nói nhiều mẹ khích lệ nó cố gắng cậu ấy còn sống thoải mái hơn ba đứa con tôn cánh phi vén áo ngồi trên lan can ban công không phải ai nhiều tiền thì cũng hạnh phúc đâu mẹ à đừng hút thuốc nữa ám mùi lên đồng phục mẹ tôn vội lau chân trước đây mẹ còn hay khoe các con giờ không dám nữa lần trước mẹ nói vợ của thằng tư dạy ở trường trọng điểm hôm sau có người quen đến nhờ giúp xin vào trường có vào được không vào cái gì chu ngư nói con trai họ học không được thiếu năm tám điểm không sao đằng này thiếu gần một trăm điểm mẹ tôn cầm thau nước đi đổ cuối cùng việc không thành còn mất lòng người hừ thiếu gần một trăm điểm họ cũng dám đến nhờ tôn cánh phi bật bật cái bật lửa hay mà không biết vậy mẹ tôn dặn chị sắp đến tết rồi sáng mai mẹ con mình đi mua sắm chu ngư cho mẹ hai phiếu mua hàng đời này của mẹ coi như không ổn, các con cũng tạm tạm. Bà cô con dâu cũng không tệ. Mẹ tôn hài lòng, nhìn đối diện kìa, bốn đứa con trai mà hai đứa ly hôn, nghĩ thôi đã phiền. May mà các con của mẹ đều yên ổn, tốt đẹp. Tôn Cánh Thành đứng ở trên ban công gọi điện thoại nói chuyện công việc, toàn bộ nói bằng tiếng Anh lưu loát. Nhờ việc cứu người mà anh nổi tiếng. Ban đầu cũng ổn, cư dân mạng chỉ đùa, sau đó dần dần xuất hiện những người tự xưng là bạn học của người cứu người tiết lộ thông tin, từ việc anh học trường nào, làm nghề gì, cho đến cả ảnh đời thường của anh. Có người tự nhận là học sinh của Chu Ngư, nói rằng người cứu người là chồng của cô giáo mình, có người nói toàn bộ vụ việc là do đội ngũ dàn dựng, nhưng phần lớn là những bình luận lý trí. Từ đầu đến cuối tôn cánh thành không lên mạng đến chính, đến mấy ngày sau mới bị những tin tức hót khác lớn ác. Sau khi gọi điện xong, rảnh rỗi không có việc gì, anh xuống phòng khám, đứng cò ro bên đường một lúc rồi lại lên lầu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy hai ba lần, Tôn Hữu Bình không bực mình, nhưng mẹ Tôn lại bực trước, nói anh không thể ngồi yên được, cứ phải đi khiêu khích Tôn Hữu Bình. Tôn Cánh Thành đâu có khiêu khích, chỉ là anh đang bực mình, có cảm giác lo lắng và bất an không nói nên lời. Không hẳn là do ảnh hưởng của hôn nhân và sự nghiệp, mà là giờ anh mới nhận ra rằng mình đã già, đã 38 tuổi, đã sống qua nửa đời người rồi. Trước đây anh không có khái niệm về tuổi tác, 28 và 38 không khác nhau nhưng những tin hóc mấy ngày nay đã làm anh nhận ra sự khác biệt này rất là lớn một số từ ngữ xuất hiện thường xuyên làm anh không hiểu như Hải Vương Hải hậu yigs tuyệt tuyệt tử người ăn cơm mềm đều phải nhờ kha vũ giải thích nói là ngôn ngữ mạng anh cùng đám bạn bè thảo luận bọn họ nói anh không hiểu thì cũng bình thường thôi dù sao cũng là trường gian sống sau xô số sống trước sự đời thay đổi người mới thay thế người cũ những người gần 40 như bọn họ đã là người cũ, sắp biết mệnh trời rồi. Sau đó mọi người nói tâm lý của anh cũng không có gì lạ, thuật ngữ chuyên môn gọi là khủng hoảng tuổi trung niên, dân gian gọi là tuổi trung niên kiêu kỳ. Có lẽ năm nay xui xẻo, anh gặp đủ chuyện không thuận lợi, hôn nhân và sự nghiệp đều nát bét. Thêm vào đó, mẹ Tôn luôn cầm ràm bên tai, nói anh là người kém cỏi nhất trong số những người cùng tuổi và mấy anh chị em, những giá trị và niềm tin mà anh kiên trì bấy lâu dần dần sụp đổ mà anh thì chỉ biết bất lực đứng nhìn. Trước đây Tôn Cánh Thành chỉ kiên trì với những gì anh tin tưởng, người khác nói gì hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến anh. Nhưng giờ đây, sự không thuận lợi trong hôn nhân và sự nghiệp khiến anh rơi vào bối rối, bắt đầu nghi ngờ giá trị mà mình kiên trì liệu có đúng không. Chỉ mới hôm qua, anh bị bạn bè lôi kéo đi xem bói. Thầy bói vuốt vuốt trâu, nói anh là đại khí vãng thành. Về nhà, anh tra xem vãng thành là muộn đến cỡ nào kết quả làm anh an lòng, lịch sử đầy những người đến 50, 60 tuổi mới thành danh. Mẹ Tôn thấy anh phiền, nói anh, ba ngày sau không đi làm, còn đến đây làm gì? Hôm nay Tôn Cánh Thành lái xe qua phòng khám, lên lầu tìm Tôn Cánh Phi. Chị không có ở nhà, nghe nói đi xem nhà gần đó, dự định năm sau sẽ chuyển ra ở riêng với Kha Vũ. Chị thấy phòng khám mồ ngào, ảnh hưởng đến việc học của con mình. Mấy năm trước không mua, giờ thì giá cao rồi mẹ tôn càm ràm, hôm qua nghe chị con gọi điện với môi giới, hình như đang chấm hai căn nhà ở khu mới. Mấy năm trước không có kế hoạch để Kha Vũ học ở đây. Tôn Cánh Thành nói, Chị con đúng là đứa hơi hợt, chưa bao giờ thấy nó quan tâm đến việc học của con cái. Hôm đó mẹ hỏi nếu Kha Vũ không đổ đại học thì sao? Nó nói thì cho đi làm, xem chị con nói nhẹ nhàng chưa kìa. Mẹ Tôn vừa gấp quần áo vừa nói, chị dâu cả và chị dâu hai đã lên kế hoạch từ khi con mới học tiểu học, còn nó con học đến cấp 3 mới quan tâm, muộn mất rồi. Tôn Cánh Thành không muốn nghe bà càm ràm, mặc áo khoác rồi xuống lầu. Đang chuẩn bị lên xe bên đường thì gặp Tôn Cánh Phi trở về, hai chị em dạo bước dọc theo con phố, Tôn Cánh Phi hỏi anh, cậu lo lắng cái gì? Cuộc sống thoải mái thế cơ mà. Chắc là khủng hoảng tuổi trung niên. Tôn Cánh Thành thở dài. Tôn Cánh Phi cười, cậu thật là thú vị nói rồi châm điếu thuốc hút một hơi chúng ta thỏa thuận ly hôn phải xếp hàng đừng dồn chung khi nào chị định ly hôn để kha vũ có một cái tết vui vẻ trước đã cũng được đợi sau khi thằng bé khai giảng rồi xử lý tôn cánh thành đồng ý hai đứa định khi nào chắc cũng khoảng thời gian đó tôn cánh thành bình thản nói chúng ta nên tránh nhau chị sẽ ly hôn trước cậu đợi hai tháng rồi ly hôn sau nếu không ba mẹ sẽ không chịu nổi tôn cánh phi nói chuyện của chị cần xử lý gấp hơn chị nói cũng có lý nhưng em nghĩ chúng ta nên làm cùng lúc giải quyết nhanh chóng tôn cánh thành phân tích nếu tách ra ba mẹ vừa ổn định tinh thần từ chuyện của chị lại phải chịu đựng thêm chuyện của em kéo dài quá lâu có lý như vậy họ chỉ đau lòng một lần là đủ tôn cánh phi hít một hơi thật sâu tôn cánh thành cởi áo phao của mình đưa cho tôn cánh phi đổi lấy áo dạ của chị sau khi thay xong tôn cánh phi nói chuyện của cậu với chu ngư chị không tiện xen vào chị tự thấy mình cũng chẳng khá hơn nhưng quan điểm của chị là khuyên hòa không khuyên ly tình huống của hai đứa khác chị chị quý chu ngư nhiều hơn so với những gì chị thể hiện ra vợ cậu vừa có đức của phụ nữ truyền thống vừa có sự khôn ngoan và lanh lợi của người hiện đại. Trước đây chị không thích hai mẹ con họ, đặc biệt là mẹ vợ cậu, Phùng Giật Quân. Luôn có cảm giác họ quá hoàn hảo, nhưng lại có chút gì đó kỳ lạ không thể nói được. Chị không sợ những người phụ nữ kiêu căng ngạo mạn, loại phụ nữ mà luôn khoe khoang về bản thân, chị khinh thường đối đầu với họ. Tôn Cánh Phi nói, nhưng trong công việc, chị ngại nhất là kiểu phụ nữ như Phùng Giật Quân. Chị làm công việc này quá lâu, các suy nghĩ không thể thay đổi tôn cánh thành nói em thấy mẹ cô ấy rất tốt em đã thấy bà chăm sóc bà nội có những thói quen không thể giả vờ được phải dần dần hình thành chúng ta đang nói về chu ngư sao lại lạc sang mẹ cô ấy rồi cậu cắt ngang làm chị quên mất định nói gì rồi chị đang khen cô ấy nói quý cô ấy hơn những gì chị thể hiện tôn cánh thành nhắc không có gì đáng khen cả tôn cánh phi suy nghĩ một lúc chị có định kiến với những người hoàn hảo cảm thấy họ không thực tế vậy chị nghĩ người có tật xấu mới thực tế tôn cánh thành hỏi lại đúng vậy nghe có vẻ hoang đường nhưng thực tế là như vậy nói rồi chị chuyển chủ đề vợ cậu thì lại giả vờ quá mức giả vờ quá mức thì thành giả tạo và lừa dối vậy thì bọn em ly hôn lại hợp ý chị sao chị còn khuyên tôn cánh thành hơi cáu ai khuyên cậu hai người đúng là một đôi hoàn hảo theo lời mẹ nói câu nói này khiến tôn cánh thành bị xúc phạm anh quay đầu đi về trời đẹp như thế mà lại đi tìm cái bực em trai em trai tôn cánh phi chạy theo bám lấy cánh tay anh chị xin lỗi chị lắm lời nể tình chúng ta đã từng chung bụng mẹ tha thứ cho chị lần này em không tha thứ chị trả áo lại cho em tôn cánh thành mặc áo dạ của chị sắp chết rét luôn rồi tôn cánh phi thôi cười nói vào chuyện chính chị đã chọn được nhà nhanh vậy chị đã xem hơn nửa tháng chỉ là chưa nói tôn cánh phi nói chị sẽ nhờ anh hai chuyển tiền đặt cọc trước đợi bán được nhà khu mới sẽ trả lại chị cần tiền thì em cũng có chị sẽ hỏi anh hai trước trên đường về nhà hai chị em cùng hát một bài hát mà chỉ có họ mới hiểu hồi nhỏ hai người thường ăn trộm tiền trong ngăn kéo của phòng khám một người canh gác, một người ăn trộm. Ban đầu là Tôn Cánh Thành trộm, nhưng Tôn Cánh Phi không hài lòng vì anh chỉ lấy vài đồng lẻ, sau đó chị tự mình làm. Khi Tôn Cánh Thành canh gác, chỉ cần thấy có người đến, anh sẽ huyết sáu bài phơ elite. Sau này Tôn Hữu Bình phát hiện tiền mất, không ít lần dạy dỗ anh cả và anh hai. Hai người không hề cảm thấy tội lỗi, ngồi dưới cây tiêu huyền, một người uống nước ngọt, một người chơi bi. Khi đó nhà chia làm hai phe, anh cả anh hai một phe chị ba em tư một phe ba mẹ muốn anh cả anh hai dẫn hai em đi chơi nhưng anh cả anh hai có bạn riêng không muốn dẫn theo em nhỏ họ không dám trái lệnh ba mẹ bề ngoài là dẫn em đi chơi nhưng khi đến ngã tư gặp bạn họ sẽ bàn nhau chạy thật nhanh bỏ hai đứa em ở phía sau đến giờ tôn cánh phi nhắc lại vẫn còn thấy hận những vết sẹo trên đầu gối của chị đều là do đuổi theo anh cả và anh hai để lại chương mười ba không có cái khoan kim cương thì đừng ôm đồn nghề gốm. Là một tục ngữ của Trung Quốc. Ý nghĩa của câu này là hãy tự cân nhắc trước khi làm việc gì đó. Nếu khả năng của bạn có hạn thì đừng làm những việc vượt quá khả năng của mình. Không có tài cán thì đừng nhận việc. Tôn cánh thành buồn bã nhiều ngày. Trong mắt chu ngư, đó là sự chán nản. Suốt ngày anh cứ u rũ. Buổi sáng cũng không chạy bộ nữa, nằm trên giường đến 8 giờ mới dậy, Ngồi trên mép giường 5 phút rồi lại nằm dài trên sofa 5 phút, cuối cùng đến giờ ăn sáng mới đi đánh răng rửa mặt. Đánh răng rửa mặt xong, ăn sáng xong, anh từ ghế ăn chuyển sang ghế piano, bắt đầu chơi đàn dưới ánh nắng ban mai. Trước đây cây piano để ở góc phòng, nhưng mấy ngày này anh đã chuyển nó ra cửa ban công, nếu canh đúng giờ, khoảng 9 giờ sẽ có khoảng 10 phút ánh nắng chiếu vào. Anh nói 10 phút ánh nắng đó có thể an ủi anh. Chu Ngư cũng không hỏi, để mặc anh tự làm theo ý mình. Mấy ngày trước cô cũng bận rộn, học sinh thì đã nghỉ đông nhưng giáo viên vẫn phải học thêm mấy ngày nữa. Chiều hôm qua mới kết thúc khóa học và được nghỉ hoàn toàn. Buổi sáng ăn sáng xong, cô ngồi trên sofa đọc sách chuyên ngành. Kha Vũ vì phòng khám quá ồn ào nên đã đạp xe đến đây học bài. Học được 10 phút, cậu lại đạp xe đi thư viện. Lý do là vì tiếng piano của Tôn Cánh Thành quá buồn, làm cậu cảm thấy nặng nề. Chu Ngư cũng không thấy phiền, một người ngồi đó chơi đàn một người ngồi đó đọc sách mấy ngày nay anh không đi làm đúng giờ mười giờ mới rề ra đi cô cũng không dám hỏi liệu công ty anh có sắp phá sản không ba tháng trước anh đã nói là sắp phá sản rồi tiếng đàn dừng lại tôn cánh thành ngồi thừa ra một lúc sau đó xoay lại nhìn cô em cũng không hỏi anh làm sao chu ngư gấp sách lại anh làm sao anh phát hiện mình già rồi hồi nhỏ mẹ anh cho anh uống tiên đan có thể sống mãi không già sao? Tôn Cánh Thành lại xoay trở lại, đậy nắp đàn, chuẩn bị đi làm. Chu Ngư thay đổi thái độ, nhẹ nhàng hỏi, anh phát hiện mình già khi nào? Tôn Cánh Thành quay lại, khi anh lên hốc sớt vì cứu người. Trước đó anh nghĩ mình bao nhiêu tuổi? 28. Hai người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lúc sau, Chu Ngư an ủi anh, trên lý thuyết thì 38 tuổi vẫn là thanh niên, 66 tuổi mới tính là già. Anh còn xa mới đến tuổi già." Tôn Cánh Thành không nói gì. "Gần đây có phải anh bị áp lực không?" Chu Ngư gợi ý, "Anh có thể ra ngoài thư giãn một chút." Tôn Cánh Thành cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng lên, mắt đỏ hoe rồi xoa mặt, "Thôi bỏ đi. Gần đây em thấy anh tâm trạng không tốt, sợ làm phiền anh nên mới không hỏi. Không phải em không quan tâm, mà là em nghĩ anh cần không gian riêng." Chu Ngư nói. Cảm ơn em. Tôn Cánh Thành đáp. Em chưa bao giờ nghĩ anh thất bại, vì em cũng không hiểu thế nào là thành công. Đến giờ, em chưa từng gặp ai mà em nghĩ là thất bại, hoặc là thành công cả. Em rất mơ hồ về khái niệm thành bại. Nếu nói Giác Ma, Vương Kiện Lâm, Mã Hóa Đằng, những người này đại diện cho sự thành công, em cũng đồng ý với giá trị phổ biến này. Nhưng nếu nói bảo vệ trường em, bà bán bánh rán ở đầu phố, rằng họ đại diện cho sự thất bại thì em không thể đồng tình. Giá trị với em chỉ có hai loại người, một là con người, hai là người có đóng góp cho nhân loại. Em cũng không cho rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, điều duy nhất bình đẳng là mọi sinh mạng đều đang từng ngày tiến gần đến sự suy tàn và cái chết. Hãy làm những gì anh cho là đúng. Nếu so sánh về tài sản cá nhân và thành tựu sự nghiệp thì năm đó em đã không thể lấy anh. Chu Ngư nói rất nhiều. Tôn Cánh Thành nhìn cô một lúc lâu em đúng là một giáo viên chu ngư lười không thèm đáp tôn cánh thành từ ghế piano chuyển qua ngồi cạnh cô khi dạy học sinh chắc em dễ thương lắm ít nhất là dễ thương hơn khi cãi nhau với anh lúc nào cũng hầm hừ anh cũng đủ điệu rồi đó chu ngư bất lực vừa rồi cô còn tưởng anh sắp khóc chúng ta đình chiến thành thật với nhau một lát tôn cánh thành hỏi cô hồi nhỏ em có ước mơ không không Chu Ngư trả lời ngay. Điển hình là được đằng chân lân đằng đầu. Hồi 7 tuổi, anh ước mơ trở thành bác sĩ. Vì làm bác sĩ sẽ có rất nhiều trẻ con đến xin anh ống truyền dịch. Tôn Cánh Thành giải thích, hồi nhỏ tuổi con nít đều làm cầu đá, ống truyền dịch có lỗ có thể cắm lông gà. Khi 8 tuổi, anh ước mơ trở thành giáo viên dạy piano. Như vậy khi anh chơi đàn, sẽ có rất nhiều con nít vây quanh anh, mọi người vui vẻ hát hò nhảy múa. Hát không hay cũng không sao, nhảy lung tung cũng không sao. Giống như khi cô giáo dạy nhạc chơi đàn, chúng ta đều vây quanh cô nhảy múa nhốn nháo. Chu Ngư tưởng tượng cảnh một đám con nít hát hò nhảy múa, nói với anh, trước khi vào cấp 3 anh chơi đàn rất giỏi, nhưng sau đó thì bình thường. Cô bổ sung, mẹ em nói anh không còn linh hoạt nữa, bắt đầu trở nên chậm chạp. Hồi học cấp 2 anh không chơi đàn nhiều nữa. Tại sao? Đột nhiên cảm thấy chán không muốn tham gia cuộc thi cũng không muốn thi lên cấp em biết anh từ nhỏ phải không hồi đó anh có tiếng lắm vẻ mặt tôn cánh thành đắc ý nhìn cô anh không có ấn tượng về em chắc em quá bình thường không lọt vào mắt anh ừ danh tiếng của hoàng tử bé piano vang xa chu ngư nói em đã đọc trên báo anh đại diện thành phố tham gia cuộc thi và sợ tè ra quần ai sợ tè ra quần tôn cánh thành ngắt lời anh nhịn tiểu quá lâu lên sân khấu nhận giải bị ngã nên mới tiểu ra ngã cái tè ra luôn chu ngư nhìn anh em đúng là chẳng ra làm sao tôn cánh thành lười để ý đến cô cuối cùng không chịu nổi phải nói anh có nhiều chuyện đáng tự hào sao em chỉ nhớ mỗi chuyện anh tè ra quần em chưa từng tè dầm hay tè ra quần chắc em chưa từng tè trên bục trao giải anh đi làm không nói nhảm với em nữa tôn cánh thành vào phòng ngủ thay đồ mặc áo khoác rồi ra ngoài hôm trước anh đi xem bói thầy bói nói anh đại khí vãn thanh ừ trái chín muộn thì ngọt chu ngư tán thành tôn cánh thành tưởng cô không có lời nào tử tế đã chuẩn bị sẵn một đống lời phản kích không ngờ cô lại đổi chiến thuật làm anh không biết nói gì nữa ăn trứng đi chu ngư lột cho anh một quả trứng tôn cánh thành vừa ăn trứng vừa xuống lầu nghĩ về câu nói trái chín muộn thì ngọt của chu ngư càng nghĩ càng thấy có ý tứ không chỉ câu nói mà ngay cả quả trứng trong tay cũng có ý tứ nốt tại sao cô ấy lại đột nhiên cho mình một quả trứng cô ấy đang ám chỉ điều gì có phải là dùng vật để tỏ lòng vì một câu nói mà anh đã tự tưởng tượng ra cả một vở kịch cuối cùng kết luận mình phải đối xử với vợ tốt hơn chu ngư đưa anh quả trứng chỉ vì sáng nấu nhiều còn dư mà cô thì không thích ăn trứng. Trong nhà có một giỏ trứng, là do phùng giật quần mang tới, còn mang theo hai con gà thả vườn, kêu cô đem đến phòng khám. Phùng giật quần rất coi trọng tình cảm và lễ nghĩa, từ nhỏ đã dạy cô những điều này. Tháng trước mẹ Tôn đã đưa cho Chu Ngư một bó củ mài, nói là nó khác với những thứ ngoài chợ, dặn cô mang về cho Phùng Dật Quân. Phùng Dật Quân nhận xong không vội vàng đáp lễ, vì làm vậy sẽ quá rạch tròi bà đợi hơn một tháng sau mới nhờ người mua hai giỏ trứng và gà thả vườn ở quê người già rất coi trọng tình cảm đó là sự tôn trọng và coi trọng của họ dù bạn có tặng một cái bắp cải không đáng giá họ vẫn cảm kích giá trị của món quà không quan trọng quan trọng là nó truyền tải và thể hiện tình cảm điều thú vị hơn là những tình cảm này thường được truyền thông qua lớp trẻ để giảm bớt gánh nặng và không làm đối phương cảm thấy bị áp lực ví dụ mẹ tôn muốn tặng gì cho phùng giật quần phùng giật quần muốn đáp lễ lại gì cho mẹ tôn những việc này đều do chu ngư và tôn cánh thành đảm nhận vai trò lớp trẻ để hoàn thành bậc cha mẹ không bao giờ ra mặt từ lâu phùng giật quần đã dạy cô rằng nếu có giúp đỡ một người đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt họ đừng tạo ra áp lực tâm lý cho đối phương làm họ cảm thấy nợ nần nghĩ về phùng giật quần chu ngư đóng sách lại không có tâm trạng đọc nữa tuần trước đến nhà giúp tháo rèm và dọn dẹp phùng giật quần lại dán tiếp hỏi về chuyện của cô và tôn cánh thành cô vẫn trả lời như cũ bọn con rất tốt phùng giật quần lúc đó không phản ứng đến chiều khi cô sắp về mới nói không có cái khoan kim cương thì đừng ôm đồn nghề gốm câu này với hai mẹ con cô là rất nặng nề ý nghĩa trong lời nói đều rõ ràng phùng giật quần không nói lời nặng nề nhưng một khi nói là trúng đích cuộc sống không tốt là do con vô dụng năm đó phùng giật quần có thể tự mình đến nhà tôn cánh thành để mai mối lý do chính là vì bà biết chu ngư có tình cảm với tôn cánh thành hiểu con không ai bằng mẹ từ khi tôn cánh thành thi đại học lại lần nữa bà đã nhận ra dù họ chưa từng có giao tiếp bà không khó hiểu tại sao con gái mình lại thích tôn cánh thành bà cũng thích những đứa trẻ như anh bao gồm cả các giáo viên ở trường năm đó bà không để ý vì nghĩ rằng họ không thể thành đôi và còn nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm đến khi chu ngư tốt nghiệp đại học bà tình cờ gặp tôn cánh thành trên phố nghe nói anh đang dạy học ở quý châu bà bắt đầu quan sát trong lòng phùng giật quần không hài lòng với tôn cánh thành tính cách như vậy làm con trai thì được làm con rể thì không thế giới của anh quá phong phú cũng rất được con gái yêu thích mà anh ở nhà cũng được cưng chiều từ nhỏ đến lớn đều thuận lợi môi trường trưởng thành quyết định anh không thể là một người chồng chu đáo hơn nữa anh đã quen với sự tự do, rất khó uống nắng được. Từ lần thử thách đầu tiên, bà đã có cái nhìn về anh. Dù Tôn Cánh Thành có nhiều điều không tốt, nhưng anh đơn giản, không mưu mô, không phức tạp trong quan hệ nam nữ, quan trọng là biết rõ nguồn gốc. Có câu nói, ba tuổi nhìn lớn, bảy tuổi nhìn già. Tính cách của một người có thể thấy từ khi còn nhỏ. Huống chi bà đã làm chủ nhiệm lớp anh ba năm cấp 2. Hơn nữa ba mẹ Tôn Cánh Thành có tiếng tốt, là một đôi vợ chồng mẫu mực mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ dễ dàng hơn điều quan trọng hơn là bà thấy con gái mình quá trầm cuộc sống dài đằng đẵng nếu người bạn đời có tính cách trái ngược hoàn toàn có lẽ cuộc sống sẽ không quá đơn điệu và khó khăn tuy nhiên việc có sống hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào sự hiểu biết và tạo hóa của từng người bà hiểu rõ tính cách của chu ngư rất kiêu ngạo và tự trọng dù sướng hay khổ cũng không bao giờ nói ra vì vậy trước khi tự mình đi làm mai bà đã phân tích hết mọi lợi và hại cho cô nếu hai người thuận lợi kết hôn kết quả tồi tệ nhất có thể sẽ là do tính cách không hợp nên ly hôn hoặc là tôn cánh thành không chung thủy mà ly hôn nghe xong chu ngư vẫn bình tĩnh đáp cứ thử quen nhau trước đã sau đó họ dần dần tiến tới hôn nhân trước khi họ quen nhau hai mẹ con cô còn giận nhau một trận chu ngư biết phùng giật quần tự mình đi làm mai cảm thấy mất mặt nằm lì trên giường cả ngày Phùng giật quần không để ý đến cô, để cô tự giải quyết. Đến hôm sau, Tôn Cánh Thành nhắn tin cho cô, anh là Tôn Cánh Thành. Chúng ta ra ngoài ăn lẩu tôm đi. Anh biết có một quán rất ngon. Chu Ngư mới ngồi dậy, rửa mặt rồi đi gặp anh. Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ. Phùng giật quần tự mình làm mai, một là vì không tìm được người mai mối phù hợp, mai mối thành hay không người mai mối rất quan trọng, hai là bà thấy chuyện này cũng không có gì to tác bà không quan tâm đến quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ khá ổn, tôn cánh thành miệng ngọt, lúc nào cũng gọi mẹ ơi, bà ơi, thường xuyên qua nhà chơi, mỗi tuần ít nhất hai lần. Thậm chí còn hiếu thảo hơn cả con gái của bà. Nhưng sau đó, Tôn Cánh Thành không còn thường xuyên đến nữa, mỗi lần phùng giật quần liên lạc với Chu Ngư, bà đều nhận ra sự thay đổi nhỏ ở cô. Bà bắt đầu gợi ý, sống với nhau thì đừng cứng nhắc lúc cần mềm mỏng thì phải mềm mỏng lúc cần dùng mưu mẹo thì phải dùng mưu mẹo sống tốt mới là bản lĩnh chu ngư vẫn đang suy nghĩ về câu nói không có cái khoan kim cương thì đừng ôm đồn nghe gốm nhận được tin nhắn của phùng giật quần nói là phòng tắm công cộng không cho bà vào nữa có người đi cùng cũng không được chu ngư suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho tôn cánh thành chiều nay tan làm anh đón bà về tắm nhé nhà tập thể không có bồn tắm phòng tắm công cộng chê bà già quá không cho vào tôn cánh thành trả lời ok vợ yêu chu ngư theo phản xạ trả lời anh có bệnh hả nhưng ngay lập tức rút lại tin nhắn lúc này không nên nói vậy tôn cánh thành gửi một biểu cảm em rút lại điều gì không thể để người khác thấy vậy chu ngư nhắc nhở đừng quên nhé một lúc sau tôn cánh thành lại nhắn sao sáng sớm trước khi đi em lại cho anh ăn trứng chu ngư suy nghĩ một chút cũng không thể nói thật là sợ lãng phí bèn đáp bổ. Chương 14, quá không coi trọng hôn nhân. Tôn Cánh Thành không đợi buổi chiều tan làm mà thừa dịp giờ cơm trưa chạy về nhà mẹ vợ luôn, ăn xong chén cơm thì chở phùng giật quần và bà nội về nhà mình. Anh sợ tắm buổi tối sẽ lạnh, buổi trưa tắm xong còn có thể đón được chút nắng. Chu Ngư không cảm kích chút nào về hành động tự quyết của anh. Cả buổi chiều dài đằng đẵng, cô làm sao mà đối phó với phùng giật quần đây? Hơn nữa, tuần trước hai mẹ con họ cũng không vui vẻ gì cô không thừa nhận mình kết hôn với tôn cánh thành vì có ý với anh cô kết hôn chỉ đơn giản là vì muốn rời khỏi khu nhà tập thể nói cách khác cô không muốn sống dưới cùng một mái nhà với phùng giật quần nữa phùng giật quần không nói gì về điều này tôn cánh thành đưa mọi người về xong lại quay về khu đô thị mới làm việc chu ngư vào phòng ngủ chính mở nước trong bồn tắm phùng giật quần nghe thấy động tĩnh liền đến nói bà nội mệt rồi đợi bà ngủ dậy đã rồi tắm sau chu ngư tắt vòi nước Phùng giật quần nhìn thoáng qua phòng ngủ chính, rồi quay lại phòng khách chăm sóc bà nội. Bà cụ ít khi ra ngoài, thay đổi môi trường nên thấy cái gì cũng mới lạ, sờ sờ cái này, nhìn nhìn cái kia. Trên giường trong phòng ngủ chính ban đầu có hai cái mền, một tiếng trước Chu Ngư đã cất một cái đi. Hai ba tháng trước, Phùng giật quần đến nhà, không biết bà nhận ra điều gì mà khẳng định rằng Chu Ngư và Tôn Cánh Thành đã có vấn đề. Cô đoán có lẽ là hồi đầu tháng 9 khi vừa khai giảng, trường học bận rộn, nhà cửa bừa bộn, đúng lúc phùng giật quần đến vào buổi tối, trên bàn ăn vẫn còn chén bát chưa rửa từ buổi sáng. Khi đó Tôn Cánh Thành không có ở nhà, đang cùng bạn bè tự lái xe đi chơi trên tuyến đường Tứ Xuyên Tây Tạng. Phùng giật quần rất kỹ tính về một số việc, dù mệt mỏi đến đâu, bà cũng không ăn đồ ăn ngoài. Dù tan là muộn đến mấy, bà cũng tự nấu cho mình một tô mì. Nếu theo giá trị hiện đại, bà chính là người có yêu cầu cao về cuộc sống. Từ khi học cấp 2, phùng giật quần đã dạy chu ngư nấu ăn có thời gian thì dạy một chút không vì lý do gì khác chỉ vì biết nấu ăn thì có thể chăm sóc tốt cho bản thân quan niệm của bà về cuộc sống là khói bếp ba bữa một ngày là tiếng cắt và xào nấu trong bếp vào giờ ăn là gia đình quay quần bên bàn ăn bởi vì bà ngoại cô vẫn thường hay nói rằng con gái biết nấu ăn là một điều rất tuyệt vời do đó có thể thấy bà ngoại cũng đã truyền dạy cho phùng giật quần không ít trong ký ức của chu ngư bà ngoại nấu ăn rất tệ quanh năm chỉ biết nấu vài món, mà vài món đó cũng là học được trong những năm tháng khó khăn nhất của bà. Hồi nhỏ, cô đã viết một bài văn về bà ngoại, cô viết rằng bà ngoại là một người có giáo dưỡng và hiền hòa, bà cao quý nhưng không kiêu ngạo, có thể dịu dàng dạy bọn trẻ viết thơ, cũng có thể sáng quần lên đá cầu trong sân khi mùa đông sắp đến. Bà nội ngủ trong phòng phụ, để mình không rảnh rỗi, chù ngư bắt đầu treo rèm cửa vừa lấy từ tiệm giặt khô về. Ngày mai là ngày đưa ông táo, một tuần nữa là đến đêm giao thừa khi nghe thấy tiếng động trong bếp cô đi vào thì thấy phùng giật quần đang giúp cô rửa chén số chén đó là do cô cố ý dồn lại định dùng máy rửa chén để rửa tôn cánh thành là đồ ngốc nhà chỉ có hai người anh lại mua máy rửa chén loại lớn nhất phùng giật quần vừa rửa chén vừa dịu dàng nói nếu cái máy này lớn quá thì mua cái nhỏ hơn mà dùng chu ngư nói chủ yếu là không có chỗ để đặt phùng giật quần cúi người đặt chén dĩa vào tủ bếp lau tay nói còn đưa cái máy lớn này về phòng khám là được mà. Sau đó bà nhìn quanh phòng khách, khen giấy dán tường đẹp, khen khăn trải sofa mới mua cũng hợp với phong cách của phòng khách. Chu Ngư đưa cho bà kem dưỡng da tay, nói tất cả đều mua trên mạng. Phùng giật quần bôi kem dưỡng tay, ngồi trên sofa, tiện tay lấy cuốn sách trên bàn trà lên xem. Chu Ngư pha cho bà một tách trà, cũng rửa hoa quả, sau đó mở tivi ngồi xem. Phùng giật quần đọc sách một lát rồi gấp lại, nói rằng bản dịch này bình thường, thiếu đi chút ý cảnh và mỹ cảm. Bà có một cuốn sách do một nhà văn Đài Loan dịch. Con thấy cũng khá hay. Chu Ngư đáp. Cũng được. Phùng giật quần không bắt buộc, có thời gian thì có thể đọc cả hai cuốn. Dạ. Chu Ngư đáp. Tôn Cánh Thành còn thường xuyên chơi đàn piano không? Phùng giật quần nhìn về phía đàn piano. Có. Gần đây ngày nào cũng chơi thói quen này rất tốt. Hai mẹ con im lặng, khoảng hai phút sau, Chu Ngư mời bà uống trà trên bàn. Phùng giật quần nhấp từng ngụm nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, bà nội thức dậy, Chu Ngư nhân cơ hội vào phòng tắm mở nước. Sau đó đứng nhìn chầm chầm vào nước trong bồn tắm, không quay lại phòng khách nữa. Sau khi giúp bà nội tắm xong, Tôn Cánh Thành cũng tan làm về, anh tiện đường mua đồ ăn, về nhà thì Phùng giật quần đón lấy mang vào bếp nấu. Chu Ngư lấy quần áo đã giặt ra phơi, bà nội ngồi trên sofa phòng khách nói chuyện với Tôn Cánh Thành, kể rằng hồi xưa bà từng là hàng xóm của Diêm Tích Sơn, khi đói đến mức chết người, bà còn vào bếp nhà ông ấy trộm lương thực. Tôn Cánh Thành nghe mà kinh ngạc, hỏi bà, bà nội, bà nói Diêm Tích Sơn là người dân quốc. Không phải dân quốc, là trước khi thành lập quốc gia, sau đó ông ấy thua trận chạy sang Đài Loan. Bà nội kể rành rọt, trước khi chạy trốn ông ấy còn nhờ bà giúp đỡ trong nông nhà cửa nữa kia tôn cánh thành vào phòng ngủ chính hỏi chu ngư chu ngư đáp đúng rồi bà nội em thực sự là hàng xóm của diêm tích sơn ông ấy là người của phe quốc dân đảng sau đó chạy sang đài loan em nói là diêm tích sơn ừ là diêm tích sơn ông ấy không phải là người sơn tây sao cái đó em không rõ dù sao thì bà nội em và ông ấy là hàng xóm em là giáo viên mà học lịch sử kiểu gì vậy Tôn Cánh Thành nhìn thấy trên giường chỉ có một cái mền, ngẩn ra một lúc, sau đó lẩm bẩm, cũng không hỏi ý kiến anh. Nói xong không đợi cô trả lời, vui vẻ đi ra ngoài. Sau bữa ăn, đưa Phùng Giật Quần và bà nội về khu nhà tập thể, Tôn Cánh Thành vào phòng chuẩn bị tắm rửa thì thấy trên giường lại có thêm một cái mền nữa. Anh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, không nói gì, buồn bã đi rửa mặt. Chu Ngư dọn dẹp bếp xong, lại dọn dẹp cả phòng khách. Khi đến ban công, thấy mấy chậu hoa trống trong góc, cô gom hết vào một túi lớn rồi vứt ra ngoài. Tôn cánh thành rửa mặt xong đi ra, co chân nằm rất ngoan trên sofa, ánh mắt lãng tránh, hoàn toàn không nhìn người đang khom lưng lau nhà. Để tỏ ra mình đang làm việc chính đáng, anh lấy một cuốn sách ra đọc rất nghiêm túc. Sau khi chu ngư lau hết sàn nhà, cô chống tay lên hông thở hỗn hển. Tôn cánh thành xoay lưng lại, vùi đầu đọc sách. Cô không chịu buông tha anh mà hỏi, anh có biết tại sao em lau sàn không? Vì thấy bẩn. Tôn Cánh Thành trả lời một cách thành thật. Không phải. Vậy thì tại sao? Vì con robot lau nhà mà anh mua bị hỏng rồi. Chu Ngư nhìn anh. Xin lỗi, ngày mai anh sẽ mang đi sửa. Chu Ngư nhìn anh, nén cơn giận trong lòng, cầm cây lau nhà vào nhà vệ sinh. Tôn Cánh Thành thức thời đi theo để anh giặt cho. Chu Ngư không thèm để ý đến anh, cô tiếp tục ngâm cây lau nhà trong xô nước. Tôn Cánh Thành cảm thấy khó chịu, anh đã nắm rõ quy luật, chỉ cần mỗi lần làm vệ sinh tổng thể vào buổi tối, tâm trạng cô sẽ không tốt. Anh không rõ đã xảy ra chuyện gì và cũng không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nói, sau này anh sẽ không cố tình chọc tức em nữa. Anh càng hối hận vì lúc về nhà đi qua một ngã tư, thấy một cửa hàng đồ ăn vặt nổi tiếng, anh đã rất muốn xuống mua một túi hạt dẻ rang đường và táo gai phủ đường cho Chu Ngư, vì trong đêm đông lạnh lão chúng trông thật ngon miệng anh nghĩ đáng lẽ anh nên mua về chu ngư nhìn thấy nhất định sẽ rất vui đêm đưa ông táo năm nay nhà họ tôn vô cùng yên tĩnh chị dâu cả dẫn con cái về nhà mẹ đẻ chị dâu hai cũng dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ chu ngư cũng về nhà mẹ đẻ kha vũ buổi chiều về nhà ông bà nội được ba đến đón mẹ tôn nhìn thấy phòng khách rộng rãi hơn hẳn thưa ngày, các cháu không nhảy lên ghế sofa thì cũng kéo khăn trải sofa chạy trên sàn nhà, hoặc gào thét. Mấy đứa khó bảo như vậy bà chăm rất mệt. Lẽ ra chúng nó vừa đi bà phải cảm thấy thanh tịnh mới phải, nhưng bà lại không cảm thấy như vậy, thay vào đó là một cảm giác mất mát khó tả. Bà ngồi trước bàn ăn, gói há cảo, lắng nghe Tôn Cánh Phi và Tôn Cánh Thành nói chuyện riêng. Hai chị em trước tiên nghiêm túc nói chuyện ở ban công, sau đó quay lại ghế sofa ngồi sát nhau, nói về khủng hoảng tuổi trung niên bà nghe không nổi nữa cảm thấy họ quá giả tạo nói với tôn cánh thành triệu chứng của con giống như thời kỳ mãn kinh vậy hai người quay lưng lại với bà đầu đối đầu trông rất khó chịu với bà bà mắng một câu rồi không thèm để ý đến họ nữa nhưng không nhịn được lại nghe thêm một lúc nói với tôn cánh thành con đã là một ông chú mẹ gói há cảo đi có được không sao lại thích quản chuyện người khác vậy tôn cánh phi không chịu nổi vậy hai đứa đừng nói chuyện trong nhà của mẹ. Mẹ Tôn trả lời. Nói xong Tôn Cánh Việt về đến nhà, Tôn Cánh Phi hỏi anh ấy, sao anh không đi từ phòng khám lên? Tôn Cánh Việt cởi áo khoác cảnh sát, nhìn thấy mẹ vừa cán bánh vừa gói, nói, cô không giúp mẹ một tay sao? Nó chỉ giỏi ăn thôi. Mẹ Tôn biểu môi. Tôn Cánh Thành làm sao vậy? Tôn Cánh Việt nhìn thấy bộ dạng quể quải của anh. Đến tuổi mãn kinh rồi. Mẹ Tôn nói: "Anh cả, anh càng ngày càng giống ba đó." Tôn Cánh Phi nói. Tôn Cánh Thành đang xem tin nhắn trong nhóm bạn thân. Trong nhóm có người đề nghị tụ tập trước Tết, tổng cộng 6 người, 4 người trả lời không rảnh. Không phải bận chăm con thì là bận cùng vợ sắm Tết. Và tất cả đều bày tỏ sự ghen tị với Tôn Cánh Thành, người cũng đã kết hôn. "Anh Khương Anh, người anh em cố lên, chúng tôi đều đã hoàn toàn gục ngã." anh là tấm gương của đàn ông chân chính hãy giữ vững sự tôn nghiêm tối cao của chúng ta anh trần anh người anh em cố lên giữ vững bản thân đừng trở thành nô lệ của vợ đừng trở thành nô lệ của con gái có người còn gửi một bài hát tên bài là giữ lấy gốc rễ tôn cánh thành không nói hai lời rời khỏi nhóm luôn nhưng ngay lập tức bị kéo vào lại hỏi anh anh làm sao vậy chúng tôi nói gì khiến anh không vui hả trong bếp, Tôn Cánh Việt đang nấu há cảo, Tôn Cánh Phi nói chuyện với anh ấy, nói đi nói lại không biết thế nào lại bàn về thời kỳ tĩnh tâm trước khi ly hôn vừa mới thực hiện. Tôn Cánh Việt hoàn toàn ủng hộ, nói rằng quốc gia có sự cân nhắc của riêng mình, có thể đưa ra chính sách này đủ để chứng tỏ tình trạng hôn nhân hiện nay tồi tệ đến mức nào. Tôn Cánh Phi liền bám lấy câu nói này của anh ấy, hỏi tại sao lại có tình trạng hôn nhân tồi tệ như vậy. Chính sách này có thể giải quyết vấn đề gốc rễ không? Tôn cánh việc nói là do người trẻ quá coi thường hôn nhân Tôn cánh phi nói chính sách này không xem xét đến những người thực sự muốn ly hôn Tôn cánh việc dơ vá vớt, đẩy há cảo trong nồi Không phải không cho cô ly hôn Một tháng sau cô ly hôn là được chứ gì Một tháng này em không chịu nổi thì sao Có một tháng mà cô cũng so đo Ừ đó Vậy thì nhịn Tôn cánh việc không tranh luận với chị Em hỏi một vấn đề nữa Tôn Cánh Phi nghiêm túc hỏi, làm thế nào để giết người mà không phải đền mạng? Ra đây gói há cảo đi. Mẹ Tôn gõ đũa vào cạnh Tô, nói với chị, đừng có nói mấy chuyện linh tinh nữa. Lý luận đến tận trời, các con quá coi thường hôn nhân. Thời của bọn mẹ đó hả, hôn nhân nếu hỏng thì sửa, hai bên cùng sửa chữa. Bây giờ hỏng thì đổi, hỏng thì đổi, vậy nên mãi mãi cũng không gặp được người tốt. Tôn Cánh Thành đang trả lời tin nhắn nhóm, nghe thấy tôn cánh phi gọi tư ơi tư ơ trong bếp đã xảy ra xô xát là tấn công một chiều tôn cánh việt kéo áo len lên nhìn lưng tôn cánh phi thì cầm cái vá vớt đứng một bên mẹ tôn mắng chị mấy câu lấy khăn lau vết nước trên lưng tôn cánh việt cô là đồ ngốc hả tôn cánh việt nhìn chị em không giết người không phải vì em nhân từ mà vì chuyện này phạm pháp em phải trả giá cho nó nếu một ngày nào đó việc giết người trở nên hợp pháp thì trên thế giới này chắc chắn sẽ ít đi một nửa người tôn cánh phi trả lời động vật có thể bị giết thoải mái con người hơn gì động vật cô là kẻ phản xã hội đó hả tôn cánh việc chọc mạnh vào trán chị hai tay chị như móng vuốt mèo vung về phía anh ấy miệng kêu, tư tư tôn cánh thành bảo vệ há cảo trong nồi vớt ra ăn không để ý đến họ tôn cánh việc đá anh đuổi anh đi chỗ khác, há cảo là do anh ấy nấu. Mẹ Tôn dặn Tôn Cánh Phi đang nấu há cảo trong bếp, chỉ cần đẩy vá theo một hướng thôi, đừng có làm há cảo bị vỡ. Tôn Cánh Thành thấy ồn ào quá nên xuống lầu, nhưng ở phòng khám còn ồn hơn. Tôn Hữu Bình cầm que đè lưỡi chuẩn bị khám cho một đứa bé, nó tưởng là muốn cắt lưỡi mình nên nghiến chặt răng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Trong phòng cách ly, hai ông cụ đeo khẩu trang nói chuyện phím khoảng cách ba mét nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc trò chuyện của họ một người nói lớn người kia nghiêng tai nghe nghe xong lại lớn tiếng đáp rồi người nọ nghiêng tai nghe nội dung cuộc trò chuyện như sau con trai của ông tôn sao chẳng ai nối nghiệp ông ấy hết vậy đứa lớn là cảnh sát hình sự đứa thứ hai mở nhà hàng lớn đứa thứ tư cũng không biết là làm gì dù sao cũng không thành tài tôn hữu bình đeo khẩu trang không nhìn thấy biểu cảm Tôn Cánh Thành thì vẻ mặt không vui, nhưng cũng chẳng muốn lý luận, bèn ra khỏi phòng khám đứng dưới gốc cây tiêu huyền trước cửa. Đợi 10 phút sau anh quay lại đứng ở cửa là một nhân viên, tay cầm nhiệt kế, yêu cầu anh đeo khẩu trang và quét mã. Tôn Cánh Thành vòng một vòng lớn từ cổng khu chung cư lên lầu, Tôn Cánh phi hỏi sao anh không đi từ phòng khám. Tôn Cánh việc tiếp lời, nói là gần Tết có kiểm soát, tất cả phòng khám tư nhân không đeo khẩu trang, không quét mã thì không được ra vào. Kiểm soát chặt là tốt tết mà cũng không biết mọi người từ đâu trở về. Mẹ Tôn nhắc nhở, các con cũng chú ý, ít đi đến chỗ đông người lại. Ở đây chưa có ca nhiễm nào hả mẹ? Hiện tại chưa. Chương 15, ngã tư cuộc đời. Tôn Cánh Thành ăn mấy cái sủi cảo rồi đi về, tâm trạng bực bội, dự định đến khu tập thể đón Chu Ngư về khu mới. Đi ngang qua ngã tư bán đồ rang, lần này anh tìm một chỗ đổ xe, xếp hàng mua một gói hạt dẻ rang và táo gai phủ đường mua xong anh gói chặt hạt dẻ rang lại, bỏ vào túi áo khoác của mình. Chu Ngư vốn không định về nhà mẹ, nhưng phùng giật quần vô tình bị trật cổ tay, cô lấy vài miếng cao dán từ phòng khám đưa cho bà dán. Sau đó nhanh nhẹn băm thịt, trộn nhân, nhồi bột, cán vỏ. Phùng giật quần thì gói sủi cảo. Trật tay không nghiêm trọng, gói sủi cảo không thành vấn đề. Hai mẹ con ít nói, cũng không bàn chuyện nhà cửa, bình thường có việc thì nói, không có việc thì ai làm việc nấy. Trước đây quan hệ của hai mẹ con không căng thẳng như vậy, tất cả đều bắt đầu sau khi ba của Chu Ngư qua đời. Khi ba Chu Ngư qua đời, cô mới học lớp 8, khoảng 13-14 tuổi. Mối quan hệ của cô với ba mình rất tốt, thực ra một nhà ba người đều rất hòa thuận, ai cũng khen ngợi. Năm ba qua đời, mặt Chu Ngư nổi đầy mụn, kinh nguyệt thì rối loạn, bà đến năm tháng mới có một lần. Phùng giật quần không ít lần đưa cô đi bệnh viện, đồng y tây y đều xem qua, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng Tôn Hữu Bình đề nghị đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý. Trong hai năm sau đó, Phùng Giật Quần mỗi tháng đều đưa Chu Ngư đi Bắc Kinh, thực sự có hiệu quả, mà cô không nổi mụn nữa, Kinh Nguyệt cũng trở lại bình thường. Bác sĩ chẩn đoán là rối loạn căng thẳng, đứa trẻ nhất thời không chấp nhận được sự thật người thân đột ngột qua đời. Một số đứa trẻ thì thay đổi tính tình và nổi loạn, một số thì chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của cái chết, còn như Chu Ngư, tâm lý trưởng thành sớm, chịu đựng trong lòng không chịu nổi áp lực tâm lý thì sẽ phản ánh ra cơ thể chu ngư dọn dẹp xong đi về tôn cánh thành đứng bên đường bấm còi chu ngư mở cửa lên xe anh không bấm còi em cũng thấy anh ban đêm tối anh không nhìn rõ em tôn cánh thành như khoe của lấy hạt dẻ rang ra còn nóng đó em lười bóp dính tay chu ngư không ăn anh nói em tôn cánh thành không vui anh xếp hàng hai tiếng về còn cố cất kỹ trong áo sợ nguội được rồi em ăn đừng làm bẩn móng vuốt của em về nhà anh tự ăn tôn cánh thành định lấy lại tay anh mới làm móng vuốt đó chu ngư giành lại tự bóp tâm trạng tốt ghê tôn cánh thành nói em ăn được đồng xu may mắn trong sủi cảo chu ngư nói đồng xu bẩn lắm em là người trong bụi bặm không cao quý như anh. Coi miệng lưỡi của em kìa. Tôn Cánh Thành cũng vui, há miệng ra, ý bảo cô đút cho anh một quả táo gai phủ đường. Chu Ngư đút cho anh một quả, mình cũng ăn một quả rồi khen ngon. Cô không thích táo gai phủ đường lắm, nhưng cửa hàng mà Tôn Cánh Thành mua thực sự rất ngon. Tôn Cánh Thành càng vui hơn. Anh nói chuyện giống mẹ em, nói quá. Chu Ngư nói, anh nhiều nhất chỉ xếp hàng 5 phút thôi anh xếp hàng bao lâu không quan trọng, quan trọng là hai ta vui vẻ ăn cùng nhau. Tôn Cánh Thành nói. Không quan trọng sao lại nói dối. Năm phút thì năm phút. Em sao vậy hả, mua cho em, mà em còn chê anh xếp hàng nhanh. Tôn Cánh Thành ngán ngẩm. Em không chê anh xếp hàng nhanh. Vậy tại sao cứ nhắc đến thời gian? Anh nói dối là không tốt. Vậy không phải nhắc đến thời gian sao? nhắc đến thời gian với nói dối là một chuyện sao? Là một chuyện. Tôn Cánh Thành hơi giận, anh vui vẻ mua táo gai phủ đường cho em, trên đường anh nhịn không ăn, chỉ nghĩ đến khi đón được em sẽ cùng ăn, nói xong miệng bị nhét một quả táo gai. Được rồi, được rồi, em sai rồi. Tôn Cánh Thành trừng mắt nhìn cô, không thích thái độ lấy lệ của cô. Chu Ngư hôn nhẹ lên cái má phòng của anh, cơn giận của Tôn Cánh Thành lập tức tiêu tan. Trong xe yên lặng, Chu Ngư tiếp tục bóp hạt dẻ, Tôn Cánh Thành tập trung lái xe. Về đến bãi đổ xe của khu chung cư, Chu Ngư giơ tay chuẩn bị xuống, bị Tôn Cánh Thành kéo tay lại lau bằng giấy ướt. Chu Ngư nói anh, anh không nói sớm là trên xe có giấy ướt. Tôn Cánh Thành không nói gì, khóa xe, nắm tay cô lên lầu. Nhưng hai người không yên ổn được ba phút. Họ thay đồ đi đến trung tâm thể thao chơi cầu lông, trên đường thấy một huấn luyện viên chơi rất giỏi, lối đánh nhẹ nhàng mà hiệu quả, khiến cô dừng lại nhìn mãi đến lượt cô và tôn cánh thành đánh anh chơi như đang đấu với kẻ thù không đội trời chung bập 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 nhảy lên đánh cầu đập mạnh vào người cô cô chỉ bình thường vô hại đánh cầu anh thì lại tấn công mãnh liệt đập mạnh cô không hiểu cầu của cô đánh qua chẳng đáng để anh nhảy lên như vậy mười phút là cô hết sức như một cô bé nhặt cầu cứ nhặt mãi nhặt mãi dạo này tôn cánh phi rất bận chị phải lo liệu thủ tục chuyển nhượng căn nhà đã đặt cọc xong ba phòng ngủ cùng khu với nhà cưới của tôn cánh thành chỉ khác là một ở giai đoạn một một ở giai đoạn ba chị đã phạm một sai lầm lớn khi mua nhà đó là vội vàng vốn có thể ép giá thêm nhưng người bán cương quyết không giảm một xu dù tốn thêm tiền nhưng tôn cánh phi lại cảm thấy yên tâm căn nhà chỉ mới trang trí hai năm thẩm mỹ không thể nói là xấu cũng không xuất sắc nhưng đạt chuẩn nếu thủ tục suôn sẻ sau tết trước khi kha vũ vào học hai mẹ con có thể chuyển vào ở hai hôm trước anh cả và anh hai đến xem nhà nghe nói đã đặt cọc chỉ có thể nói những lời hay chiều nay hẹn tôn cánh thành anh đến xem đi quanh một vòng nói ngoài giá hơi đắt thì không có gì đáng chê nhà không có vấn đề là được rồi tôn cánh phi không bận tâm xem xong hai chị em về phòng khám trên đường tôn cánh phi nhắc chuyện nhà họ không có ai ở tôn cánh thành nói mấy hôm nay họ đều ở khu đô thị mới chu ngư mở thẻ ở phòng tập rảnh rỗi là đi tập anh không biết rằng chu ngư không chỉ mở thẻ ở phòng tập mà còn bí mật đăng ký lớp cầu lông mỗi ngày lén lút luyện hai tiếng cô là người thù dai đến phòng khám tôn cánh phi ra hiệu anh lên lầu trước chị đi mua gói thuốc tôn cánh thành nói em đi cùng không cần không cần cậu lên trước đi mẹ làm nhiều món ngon lắm Tôn cánh phi dục. Tôn cánh thành đeo khẩu trang, xuống xe, chuẩn bị lên từ phòng khám. Tôn cánh phi nhắc anh rằng vào phòng khám không chỉ phải quét mã, mà còn cần đăng ký thông tin cá nhân. Tôn cánh thành không sợ, quét mã, đo nhiệt độ, làm đăng ký cá nhân, rồi bước lên lầu. Tôn cánh phi tìm được chỗ đổ xe, ngồi trong xe gọi video cho Kha Vũ. Kha Vũ đã về nhà ông bà nội 5 ngày, chỉ giữ thói quen gọi video mỗi ngày một lần, cố gắng giữ thời gian dưới 2 phút. Sợ nói nhiều con sẽ chán, hơn nữa cũng không có gì cụ thể để nói. Năm chị 15, 16 tuổi, mẹ Tôn nói gì chị cũng thấy phiền. Suy bụng ta ra bụng người, chị cố gắng nói ít nhất có thể. Bình thường quan hệ mẹ con họ không tệ, không có trở ngại trong giao tiếp, chủ yếu là chị không thích quản chặt con. Chị không thích quản không có nghĩa là để mặc con lớn lên hoang dã, chỉ là không dùng quyền uy của mẹ để áp đặt con mà thôi. So với chị, Kha Vũ hòa hợp với ba hơn ba cậu làm việc trong cơ quan có ngày nghỉ thời gian bên con nhiều hơn chị bận rộn quanh năm cũng chỉ mấy năm gần đây sau khi lên quản lý mới có ngày nghỉ lẽ ra với năng lực của chị đã có thể lên làm quản lý từ lâu nhưng trình độ học vấn của chị không đủ sau này mới tự học học ngày học đêm để lấy chứng chỉ những năm qua công việc đã rút cạn sức lực của chị thậm chí có tháng chị chỉ gặp con được một lần hai mẹ con nói chuyện hai phút kha vũ hỏi khi nào chị về chị trả lời qua loa rằng năm nay sẽ đón tết ở nhà bà ngoại kha vũ là đứa trẻ hiểu chuyện cậu đã sớm nhận ra mối quan hệ tế nhị giữa ba mẹ chỉ là chưa bao giờ hỏi đến trên lầu phòng khám tôn cánh thành vừa lên đã bị mẹ tôn mắng một trận mẹ tôn bận rộn cả ngày hết hấp lại ráng bàn ăn dài tám người không đủ chỗ đặt đơn vị chị dâu cả chưa được nghỉ chị dâu thứ hai thì khỏi nói đi chu ngư thì ở khu mới cả tôn cánh phi cũng chạy đi từ sớm bà chủ yếu mắng tôn cánh phi, con gái nhà người ta về nhà mẹ đẻ đều bận rộn, còn chị thì chẳng làm gì, chỉ ngồi ăn. Tôn cánh thành lập tức hiểu vì sao tôn cánh phi kêu anh lên trước, trận mắng này cũng không tính là oan, anh chấp nhận. Mẹ tôn gói hai túi đồ ráng, kêu anh mang đi cho nhà bác cả ở khu khác. Tôn hữu bình có ba anh em, ông xếp thứ hai, anh cả ông cũng sống trong thành phố, em út thì ở rễ nhà người ta, cách cả trăm cây số. Tôn cánh thành sách đồ đến nhà bác cả, Bác cả là bác sĩ đông y có uy tín, còn hơn cả Tôn Hữu Bình, chỉ là năm nay đã nghỉ hưu. Trước đây ông ấy luôn làm việc ở bệnh viện Trung Y. Tôn Cánh Thành và bác cả trò chuyện với nhau suốt hai tiếng, đến khi trời tối, bác gái giữ anh lại ăn cơm, anh mới đứng dậy cáo từ. Anh chủ yếu bàn với bác cả về việc kế thừa nghề đông y, trước khi đến anh không định hỏi, cũng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng không hiểu sao khi nói chuyện tự nhiên lại hỏi những năm qua thỉnh thoảng anh cũng thấy hối hận khi bỏ đại học y để thi lại vào trường đại học mà mình thích. Nhưng ngôi trường và ngành học mà anh yêu thích lại chẳng ra gì. Sau này công việc anh làm cũng hoàn toàn trái ngược với chuyên ngành. Mười mấy năm qua anh loay hoay, quay cuồng làm nhiều việc, nếu nói có việc nào anh cảm thấy có ý nghĩa nhất thì chỉ có hai năm dạy học ở Quý Châu. Năm đó, anh giúp đỡ năm đứa trẻ, cuối cùng chỉ có một đứa đổ đại học, đến nay mỗi năm vẫn viết thư cảm ơn anh bốn đứa còn lại thì không may mắn như vậy vì khả năng học tập trung bình nên đều lần lượt bỏ học cấp 3 đi làm ở nhà máy việc khác là những năm qua anh đi nhiều nơi bất kể Tây Tạng hay vùng xa xôi dân làng địa phương hay bạn đường gặp nguy hiểm anh đều tận dụng kiến thức y học ít ỏi của mình dốc hết sức giúp đỡ không để họ nặng hơn hay mất mạng trước khi xe cứu thương đến tủ sách nhà anh có một nửa là sách y đủ loại rất đa dạng Nếu gặp vấn đề chuyên môn mà mình không chắc anh đều sẽ hỏi bác cả bác cả không biết thì hỏi người trong bệnh viện những năm qua hễ đi nhà sách anh đều mua một cuốn sách về y học nói cách khác những năm qua anh đều có ý thức học y chỉ là chưa có kinh nghiệm lâm sàng vì không có chứng chỉ hành nghề nên thậm chí việc kê đơn thuốc trong phòng khám cũng là vi phạm pháp luật năm ngoái khi dịch bệnh bùng phát ở vũ hán tin tức và mạng đều ca ngợi sự vĩ đại của bác sĩ tôn hữu bình lúc đó rất phấn khởi đi đứng lưng thẳng tắp ở nhà chống dịch chỉ xem tin tức và các báo cáo về bác sĩ. Đặc biệt là khi có mặt tôn cánh thành. Hành động này khiến anh phản cảm, lập tức thảo luận với tôn cánh phi rằng bác sĩ vĩ đại không sai, nhưng chỉ những người có tâm và y đức mới đáng được khen ngợi, không phải cả ngành y xung quanh anh, có không ít bác sĩ thiếu đạo đức, đếm không xuể. Chỉ riêng anh đã biết ba người. Lời này là thật, nhưng cũng có vô tình, anh thực sự biết vài bác sĩ không ra gì anh cũng đặc biệt ghét việc lấy hành vi của một số người để đại diện cho phẩm chất của cả ngành nếu nhìn nhận vấn đề như vậy thì một người làm nghề phạm lỗi cả ngành sẽ bị chê trách tôn hữu bình bị chặn họng đến mức ba ngày không cùng ngồi ăn cơm với anh anh không có tham vọng lớn lao trong sự nghiệp chỉ cần đủ nuôi sống gia đình và có chút tiền tiêu vặt là đã rất hài lòng anh hiểu rõ rằng kiếm được một triệu phải bỏ ra một triệu công sức kiếm được mười triệu phải bỏ ra mười triệu công sức anh muốn kiếm tiền nhưng không muốn mất hết cuộc sống nếu không thì việc kiếm tiền có ý nghĩa gì công ty ngoại thương của anh trước đây làm ăn khá ổn nhưng năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dần dần phải tiêu đến tiền tiết kiệm dù vậy anh vẫn ngồi vững như bàn thạch không cảm thấy thực sự lo lắng không biết anh lấy đâu ra sự tự tin và lòng kiên định luôn nghĩ rằng kiếm tiền rất dễ sao lại có thể không kiếm nổi một miếng ăn suy cho cùng đó là vì anh chưa từng phải lo lắng về tiền bạc sau khi tốt nghiệp đại học anh cùng bạn học hợp tác kinh doanh kiếm đủ tiền thì đi chơi tiêu hết lại quay về kiếm đầu óc anh linh hoạt kinh nghiệm thực tiễn cho thấy kiếm tiền rất dễ dàng dù sau này đã ổn định sự nghiệp anh vẫn yên tâm giao công việc cho người dưới làm anh không phải là người ngồi yên trong văn phòng bạn bè hay chăm chọc rằng có lẽ mong anh không giống người khác mọc gai nên không thể ngồi yên trên ghế văn phòng được người khác kiếm tiền mệt mỏi còng lưng còn anh thì nhẹ nhàng cuộc sống lại vui vẻ. Tôn Cánh Thành trả lời bạn bè, các anh đi xe gì, tôi đi xe gì. Bạn bè anh Toàn đi xe Mercedes hoặc BMW mới, ít nhất cũng phải 500 ngàn. Tôn Cánh Thành thì vẫn đi chiếc xe mà anh hai bỏ lại từ mấy năm trước, anh lái quen rồi nên cũng lừa đổi. Anh kết bạn không câu nệ, đủ loại người, đủ mọi lứa tuổi. Cụ già bên đường bơm lốp, anh cũng có thể trò chuyện, mỗi lần đi bơm lốp xe, cụ già đều không lấy tiền cuối cùng còn cãi nhau đỏ mặt tía tai, cụ già nói nhận tiền là coi thường cụ. Nhưng vài tháng gần đây, anh bắt đầu cảm thấy không hài lòng với hiện trạng, cũng thấy lo lắng thực sự, cụ thể là vì sao thì không rõ, chỉ là thấy không có hứng thú. Thỉnh thoảng lái xe qua một ngã tư, cảm giác này lại càng mạnh. Trước đây bạn bè khoe con cái, khoe tình cảm, anh không thấy gì, nhưng gần đây mỗi lần họ rủ nhau tụ tập, lại có người kêu than, không được, tôi phải chăm con, ở bên vợ, không thể so với anh chàng tự do như anh. Rồi một đám người bắt đầu khen ngợi anh, lúc đó anh thấy rất phiền. Anh nổi tiếng trong đám bạn là chàng trai tự do. May thay, giai đoạn cảm giác khó chịu này dần dần có lối thoát, anh tự nhận đó là khủng hoảng tuổi trung niên, cũng chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Người già đi, yếu đuối là chuyện rất đổi bình thường. Chương 16, Cãi nhau Trên đường về gặp xe của anh Hai Tôn Cánh Huy đang dừng ở trước một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, anh tạc qua chào hỏi, Tôn Cánh Huy chỉ vào nhà hàng, đi với chị dâu chú, xem có tốt hơn bên anh không. Tôn Cánh thành dặn anh ấy, ngày kia, 30 Tết, em hẹn người buổi sáng chụp ảnh gia đình, anh đừng quên đó. Anh đã thấy trên nhóm rồi, sáng sớm ngày kia sẽ về. Tôn Cánh Huy tháo chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay ném cho anh, anh mua theo trào lưu, đều không quen. Tôn Cánh Thành nhận lấy, đeo vào, hai anh em nói vài câu rồi mỗi người tiếp tục việc của mình. Tôn Cánh Huy không phải con ruột của nhà họ Tôn, anh là con của cô Tôn Cánh Thành. Cô anh qua đời khi sinh anh ấy, nên anh ấy được tạm thời đưa về nhà họ Tôn. Lúc đó mẹ Tôn vừa sinh con đầu lòng hai tháng, còn nhiều sữa, nói sẽ nuôi cho đến khi cai sữa rồi trả về. Không ngờ còn chưa cai sữa xong, bà anh ấy đã cưới vợ mới và có con. Nhà họ Tôn rất tức giận nhưng đành chịu, vì cô đã qua đời. Mẹ Tôn nuôi anh ấy đến một tuổi rưỡi vẫn không thấy ba anh ấy đến đón, cho đến khi vợ mới sinh con gái ba và bà nội anh ấy mới đến nhà họ tôn tất nhiên không vui vẻ tiếp đón còn cãi nhau một trận đứa bé khóc đến khàn giọng nhất quyết không đi theo mẹ tôn cũng khóc đỏ mắt dù sao bà cũng đã nuôi cháu một năm rưỡi có tình cảm rồi cuối cùng anh ấy không đi nhập hộ khẩu nhà tôn hữu bình theo họ tôn đặt tên là tôn cánh huy mãi đến khi tôn cánh huy vào tiểu học mới biết mình và tôn cánh việt không cùng mẹ trước đó mẹ tôn nói hai người họ là sinh đôi Chu Ngư sáng tập cầu lông 2 tiếng, lại nghỉ trưa 2 tiếng, đến 3-4 giờ chiều mới đến phòng khám giúp đỡ. Mọi năm đều là mẹ Tôn chuẩn bị hết các món ăn Tết vào ngày 28 tháng Chạp, bà cô con dâu chỉ cần đến lấy một ít mang về, hầu như không nấu nướng gì thêm. Theo thường lệ, chị dâu cả và chị dâu hai đều đến đúng giờ, đợi mẹ Tôn làm xong hết thì đến lấy đồ rồi về. Vì họ có công việc nên cũng khó trách. Nhưng Chu Ngư thì khác, mấy ngày cuối năm cô được nghỉ không thể đúng giờ mới đến, như vậy quá lộ liễu. Nhưng để cô đến sớm giúp đỡ thì cô cũng không muốn, nên cô chọn cách giữa, đến vào buổi chiều 3-4 giờ. Mẹ Tôn cũng cảm kích. Tối Tôn cánh thành về, trên bếp vẫn đang hấp bánh bao, đã hấp xong một nồi bánh bao nhân hệ trứng miếng, một nồi nhân thịt dê hành, một nồi nhân khoai từ táo đỏ. Mẹ Tôn đứng đó nặng bánh bao, nhân khác nhau thì nặng viền khác nhau, chu ngư thì cúi xuống cán vỏ bánh. Tôn Cánh Phi vô tư dựa vào cửa bếp, vừa gặm táo vừa tán gẫu. Trên bàn bày vài hộp quà, mẹ Tôn nói là con trai của cô họ dẫn vợ đến khám thai, tiện thể ghé qua thăm. Rồi bà lại nói với Tôn Cánh Phi rằng sống một đời, vận may rất quan trọng. Bà chưa từng thấy ai xui xẻo như con trai của cô họ. Năm ngoái vừa mở một xưởng sản xuất đồ dùng phòng tắm, nhưng vì dịch bệnh nên phải đóng cửa sau hai tháng. Mẹ Tôn vừa nặng bánh bao vừa nói nói là năm nay đến một tháng năm mới mở lại em họ các con là người tốt đức hạnh ngay thẳng nói chuyện lúc nào cũng ôn hòa dù sao tính cách cũng mạnh mẽ hơn hai chị em các con chỉ là vận may quá tệ không phải mẹ nói nhà vợ cậu ấy kinh doanh lớn sao tôn cánh phi vừa nhắn tin vừa lơ đãng hỏi có tiền thì cũng là của nhà vợ người ta mẹ tôn trả lời có thể cho con được chắc cho con con cũng không thèm tôn cánh phi cất điện thoại tiếp tục gặm táo, còn không thấy cậu ấy xui xẻo. Anh em nhà cậu ấy kinh doanh ở Tân Cương tốt như vậy, chỉ là mở xưởng không thuận lợi vì dịch bệnh thôi. Mẹ cũng nói rồi, nhà vợ giúp đỡ cậu ấy không ít, đó cũng là một dạng may mắn rồi. Giờ người ta thực tế lắm, cậu ấy cưới được vợ như vậy nói khó nghe thì là gặp may lớn. Nói xong kéo tôn cánh thành vào, đúng không em trai? Chị không hiểu rồi, tầm mắt mẹ mình bây giờ rộng lắm. Tôn Cánh Thành vừa nói vừa cầm cái bánh bao thịt, dựa vào một bên cửa bếp. Trong mắt mẹ, gia đình khá giả cũng là người nghèo. Chó nhà người ta còn tốt hơn hai chúng ta. Đúng thật. Tôn Cánh Phi suy nghĩ. Ê, em trai, cậu nói thử xem, mấy chục năm trước nhà mình cũng là dân nghèo, sao mẹ lại đột nhiên nhìn xa trông rộng vậy? Do xem tivi mà thôi." Tôn Cánh Thành trả lời. Mẹ mới học được thuật ngữ mới không gọi là người nghèo mà gọi là hộ gia đình thu nhập thấp hôm qua mẹ nói anh cả và chị dâu là hộ gia đình thu nhập thấp hai đứa tránh ra đừng đứng đây kẻ hát người hò làm phiền mẹ mẹ tôn đuổi họ lương của người bán nhà còn cao hơn lương của anh cả vậy ngày mai con sẽ dụ anh cả nghỉ việc để đến chỗ con làm em anh trai bán nhà tôn cánh phi chậm rãi nói anh cả đến tuổi này rồi chỉ có thể làm anh trai bán nhà còn chưa dứt lời Mẹ Tôn đã giật cây cán bột nhỏ từ tay Chu Ngư rượt chị ra ngoài. Bà chưa từng thấy đứa nào như vậy, chẳng làm gì, chỉ biết đứng đó khu môi múa mép. Tôn Cánh Thành cười nịnh với Chu Ngư, "Vợ à, em vất vả rồi." Tránh ra chỗ khác. Chu Ngư thì thầm đáp lại, "Cô đang khó chịu, mấy hôm nay chơi cầu lông làm tay cô đau nhất, không thể nâng lên nổi." Tôn Cánh Thành cười lớn. Ở bên kia, mẹ Tôn đã chặn Tôn Cánh Phi trong phòng ngủ. Mắng chị, mẹ không thèm để ý đến con, nhưng Tết rồi mà sao con không về nhà chồng, cứ ở đây làm gì? Hai chị em các con cứ làm khổ mẹ. Mẹ đi qua cầu còn nhiều hơn các con đi qua đường, có những chuyện mẹ không nói ra là vì mẹ lười quản. Nói xong cũng không chờ chị đáp, quay lại bếp. Thấy con sâu gây phiền kia vẫn ở đó, bà đuổi anh ra ngoài rồi đóng cửa bếp lại. Sắp Tết rồi mà tâm trạng mẹ Tôn cứ không yên, mấy tháng nay đêm nào bà cũng ngủ không ngon hai vợ chồng thằng tư bề ngoài không có gì nhưng thực tế bà đã thấy hai đứa cãi nhau rất lớn trong xe cách đây hai tháng lúc đó bà không dám xuất hiện có những chuyện vợ chồng tự giải quyết nếu người lớn nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ khác đi còn đứa thứ ba thì càng không yên tâm con rể đã hơn nửa tháng không đến rồi bình thường con rể mỗi tuần một lần đến thăm kha vũ năm nay đứa thứ ba không có kế hoạch về nhà chồng ăn tết mấy ngày trước sinh nhật cũng không thấy con rể bà đoán rằng hôn nhân của đứa thứ ba còn tệ hơn bà tưởng tượng nhiều. Bà giữ trong lòng, không dám hỏi, sợ hỏi ra thì con bà sẽ nhân đó mà nói thẳng ra luôn. Trong nhà, ngoài đứa cả và đứa thứ hai, cặp chị em này và Tôn Hữu Bình chưa bao giờ nghe lời bà. Bà nói đông, hai đứa đi Tây, bà chỉ Tây, hai đứa đi Bắc. Mùa hè ngồi dưới cây tiêu huyền trước cửa nhà, nhìn học sinh mặc đồng phục đi qua, trong đầu bà lại nghĩ về hai đứa con này, lúc thì tự hào vô cớ, lúc lại tức giận gì đâu tôn cánh thành bị đuổi ra ban công tôn cánh phi đang hút thuốc ở đó chị không phải không biết nấu ăn cũng không lười chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện lặt vặt quá bận những năm trước về nhà chồng không phải chị là người nấu chính thì cũng phụ giúp mẹ chồng không như mẹ tôn nói chỉ ngồi đó đợi ăn gần đây chị bận lo liệu thủ tục chuyển nhượng lại phải tranh thủ về công ty bàn giao công việc khi nghỉ việc vị trí của chị bị một đồng nghiệp mà chị nhìn suốt năm sáu năm dùng thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt, chị ghê tởm đến mức phun một bãi nước bọt vào mặt anh ta ngay tại bàn học, sản khoái chết đi được. tất nhiên để thỏa mãn cơn giận này, chị cũng phải trả một cái giá tương xứng. đã làm rồi thì không có gì phải hối tiếc. chị vốn là người sống có ân có oán, chỉ là những năm qua vì công việc, chị luôn phải mài những góc cạnh của mình lại. Tôn Cánh Thành nói chị tự tổn thương mình một ngàn để giết địch tám trăm. Tôn Cánh Phi không bận tâm, chị không định quay lại công việc đó nữa. Chị hiểu rõ vị thế của mình, trình độ học vấn của chị luôn bị chỉ trích, dù kinh nghiệm có dày dặn thì chị cũng không thể lên quản lý cấp cao được. Hai chị em đứng đó nói chuyện, Tôn Cánh Phi nói đã tìm ra người đưa ảnh và số phòng khách sạn. Đó là chồng của nhân tình Kha Dũng. Chị cực kỳ khinh thường loại đàn ông này, yếu đuối và độc ác tôn cánh phi nhã khói thuốc anh ta tự xây dựng hình tượng người chồng tốt bị lừa dối rồi kích động chị ra mặt xé xác họ chị định xử lý thế nào tôn cánh thành hỏi chị không để anh ta đạt được mục đích chị làm việc trong ngành này mười mấy năm có đủ cách thức mà không cần đổ máu tôn cánh thành nghi ngờ cách thức của chị nhưng chẳng phải chị vẫn bị đá ra ngoài nói bậy đó cũng là một cách thức của chị tôn cánh thành cậu thật là e quy của cậu kém xa vợ cậu nói đến đây nghe tiếng cười trong bếp chị nhìn anh nghe thấy chưa tôn cánh thành tự đắc em với mẹ vợ cũng rất hợp nhau xã hội này không thiếu người thông minh chị gặp quá nhiều người khôn lỏi rồi tôn cánh phi thờ ơ nói chính vì người thông minh quá nhiều ai cũng tìm đường tắt nền hôn nhân và công việc mới đầy rẫy nguy cơ phụ nữ muốn duy trì gia đình tốt là việc rất hao tổn tâm lực và mệt mỏi còn khó hơn cả làm việc những chuyện lặt vặt không đáng kể trong các mối quan hệ đều ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng nhất là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tôn cánh thành không hiểu ý chị người phụ nữ có thể xử lý tốt mọi quan hệ trong gia đình thường cũng có thể làm tốt công việc nhưng phụ nữ làm tốt công việc không nhất định xử lý được các mối quan hệ trong gia đình tôn cánh phi nhìn vào bếp đặt vợ cậu vào công việc vợ cậu sẽ làm rất tốt hơn chị lời này nghe sao cũng không ổn, Tôn Cánh Thành nói, sao chị cứ thích nói khích chu ngư? Chị thực sự khâm phục. Tôn Cánh phi dụi thuốc, khâm phục những người phụ nữ có thể quản lý tốt cả gia đình và công việc. Chị cũng có chị dâu và em chồng, hiểu rõ điều này. Trong bếp lại vang lên tiếng cười của mẹ Tôn. Hai chị em im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Một lát sau Tôn Cánh Phi lại nói, hôn nhân của hai đứa không ổn là do tính cách ly hôn mẹ cũng không trách gì. Chị thì khác, dù chị có nói rằng Kha Dũng ngoại tình dẫn đến ly hôn, mẹ vẫn sẽ cho rằng lỗi ở chị. Sẽ nói chị quá tham công tiếc việc, nói chị đi công tác thường xuyên nên mới khiến anh ta ngoại tình. Không chỉ mẹ, cả ba và họ hàng cũng sẽ nghĩ vậy. Ngay cả Kha Vũ cũng sẽ chọn Kha Dũng. Mà Kha Vũ chọn Kha Dũng, mọi người cũng sẽ nghĩ đó là điều hợp lý. Chính luật sư cũng nghĩ vậy. Tôn Kính Phi nhìn anh, vì thằng bé lớn lên bên ông bà nội bà nó cũng luôn ở bên cạnh mỗi một điều đó đều buộc tội chị thiếu trách nhiệm làm mẹ mà chị lại không thể nói gì vì sự thật đúng là như vậy điều khiến chị khó chấp nhận nhất tự hỏi lòng mình khi xưa chị dốc sức cho sự nghiệp đúng là vì bản thân mình trước sau đó mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình tôn cánh phi không có chút than phiền nào giọng điệu bình thường chị là người có tinh thần sự nghiệp mạnh mẽ sau khi con cai sửa chị liền vào thị trường lao động chị kiếm nhiều tiền hơn cũng chỉ để có cuộc sống tốt hơn điều này không có gì đáng xấu hổ trong khi theo đuổi giá trị cá nhân chị thực sự đã bỏ bê con cái điều này chị thừa nhận nhưng muốn chị thừa nhận rằng theo đuổi giá trị cá nhân là sai lầm thì không thể đến giờ này dù có thể quay ngược thời gian 15 năm chị vẫn sẽ chọn như vậy vẫn sẽ vào làm việc sau khi con cai sửa chỉ là chị sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con giảm bớt các mối quan hệ xã hội không cần thiết và các chuyến công tác cố gắng dành nhiều thời gian ở bên con hơn chị cảm thấy có lỗi với con nhưng không cảm thấy có lỗi với kha dũng lý lẽ của chị rất đơn giản nếu kha dũng không chịu nổi tinh thần sự nghiệp của chị mà đòi ly hôn chị chấp nhận không có gì để nói nhưng nếu vì không chịu nổi mà ngoại tình cuối cùng còn phản đòn điều này thực sự đáng khinh trong hôn nhân điều đáng sợ nhất chính là giết người không giao rõ ràng mình là người bị hại nhưng cuối cùng tất cả người thân đều đồng cảm với kẻ gây hại. Hai người vẫn đang nói chuyện, chị dâu cả và chị dâu hai lần lượt lên lầu, nói vài câu về chuyện gia đình, rồi mỗi người cầm đồ về. Mẹ Tôn nói Chu Ngư cũng đã giúp đỡ cả buổi chiều, đều mệt rồi, kêu cô và Tôn Cánh Thành về. Tôn Cánh phi sáng tay áo, đeo tạp về vào, mọi người về đi, để lại chị dọn dẹp cho. Con còn biết làm việc sao? Mẹ Tôn nói mẹ nói thêm một câu nữa là con vào phòng ngủ đó tôn cánh phi khó chịu với sự lải nhải của bà chị có thể làm vậy thật mẹ tôn nghiến chặt răng không nói thêm một lời nào nữa trên đường về hai người lại cãi nhau tôn cánh thành hỏi cô có biết chuyện kha dũng ngoại tình từ trước không chu ngư do dự một lúc nói rằng đã gặp từ năm ngoái tôn cánh thành tức giận hỏi sao cô không nói với chị mình ít nhất cũng nên nói với anh ý anh là chu ngư không coi gia đình anh là gia đình chu ngư hỏi ngược lại nhìn thấy vợ bạn thân mình ngoại tình anh sẽ nói trực tiếp với bạn anh sao anh sẽ tôn cánh thành không chút do dự nói vậy thì anh ngốc thật chu ngư bình tĩnh nói quan hệ giữa các anh cũng sẽ chấm dứt luôn em nghĩ ai cũng ích kỷ như em sao tôi mệt cả buổi chiều không muốn cãi nhau với anh chu ngư giơ cờ trắng và cũng chẳng có ý nghĩ gì nếu chuyện này xảy ra với chị ruột em tôi chắc chắn sẽ nói với em tôn cánh thành rất nghiêm túc em đúng là không có lương tâm chị tôi đối xử với chúng ta tốt như vậy không nói chị anh cũng biết rồi mà chu ngư bực bội với sự lãi nhãi của anh cứ lãi nhãi mãi không ngừng tính chất giống nhau sao tôn cánh thành nhìn cô em còn lý lẽ anh thông minh chính trực và chân thật chu ngư nói tôi ích kỷ đừng nói chuyện với tôi nữa tôn cánh thành bực bội chu ngư cố tình nói đừng tự cho mình thông minh tự cho mình đúng anh nghĩ anh chính trực nhưng người khác chỉ nghĩ anh đang xem kịch tôn cánh thành lấy tay bịt tai chu ngư mở túi lấy một miếng cá chiên ăn nếu anh thực sự nói với bạn anh sau này anh ta sẽ không thể đối diện với anh chính vì quan hệ hai người quá tốt hiểu mà không nói cũng là một nghệ thuật cô đúng là lý trí tôn cánh thành nhìn khuôn mặt thờ ơ của cô tôn cánh phi là chị tôi chị ấy là chị tôi chị ấy không phải người ngoài anh la hét cái gì cô không đặt tôi trong lòng không đặt gia đình tôi trong lòng tôn cánh thành kết luận chu ngư không thể nuốt nổi cá dùng khăn giấy gói lại định vứt tôn cánh thành không nói thêm lời nào nữa cá này là do anh nhớ chu ngư thích ăn sáng sớm gọi điện cho mẹ tôn dặn dò mẹ tôn mới làm Mọi năm nhà họ không ai ăn, đều chê tanh. Đến khu mới, Tôn Cánh Thành lấy vợt đi thẳng đến phòng tập. Chu Ngư không quan tâm, dọn quần áo đi tắm. Cô không nghĩ mình sai. Đặt mình vào vị trí đó, nếu Tôn Cánh Thành ngoại tình bị người khác thấy, người đó cố tình đến nói với cô, cô sẽ nghĩ người đó đang chê cười mình. Chương 17, số 159, Đường Hạnh Phúc, phố Nam. Tôn Cánh phi dọn dẹp trong bếp mẹ tôn gói từng túi bánh bao đã hấp xong, đặt vào tủ đông, để lúc nào ăn thì lấy ra hấp lại. Bà không ngừng miệng khen Chu Ngư hiểu chuyện hơn con gái mình. Tôn cánh phi biểu môi, lười đáp lại, trong mắt mẹ chị ai cũng hơn chị hết. Mẹ tôn ngồi trên ghế ăn bóp vai, mẹ đã để mắt đến nó từ lâu, muốn ghép đôi nó với anh hai con, nhưng hai đứa trên nhau quá nhiều tuổi. Bà nói, còn bấm ngón tay tính toán, trên 11 tuổi, gần một con giáp, Thằng Tư chạy nhảy suốt, chẳng có hình dạng gì, mẹ không dám nghĩ tới. Không ngờ mẹ của Chu Ngư đích thân đến làm mai, cuối cùng hai đứa đúng là trời sinh một cặp. Mẹ Tôn đầy tự hào, có thể đi đâu mà tìm được. Mẹ, mẹ đừng tân bốc quá. Tôn Cánh Phi không thể chịu nổi, Chu Ngư cũng tốt, nhưng không đến mức như mẹ nói. Dù sao cũng hơn con. Mẹ của Chu Ngư giỏi nuôi con hơn mẹ. Mẹ Tôn bẻ một miếng bánh bao cho vào miệng Bà ấy từ nhỏ đã dạy chu ngư chăm sóc hoa, toàn là loại hoa khó trồng, hồi đó sống còn khó khăn, lo ăn còn chẳng xong nói gì đến chăm hoa, ban đầu không hiểu, những năm gần đây mẹ mới hiểu, hoa càng khó trồng thì càng khó chăm sóc, càng rèn luyện tính kiên nhẫn. Sau này lớn lên, lúc nào cũng thấy nó đứng sau lưng mẹ nó, mặc váy hoa nhỏ, giày da đỏ, vỡ ren trắng, trông thật chỉnh chu. Mẹ Tôn nhớ rõ vì hồi đó bà cũng muốn mua cho Tôn cánh phi một bộ, nhưng nghe giá xong thì bỏ ngay ý định. Thời thiếu nữ, Tôn Cánh Phi là một cô gái rất hoang dã, suốt ngày đạp chiếc xe đạp cỡ lớn chạy khắp nơi. Khi ngã, chị chỉ đơn giản đứng dậy phủi bụi rồi dựng xe lên. Còn những lúc gặp Chu Ngư trên phố, cô đều không có ngồi sổng như vậy. Chu Ngư luôn rất có dáng vẻ nữ tính, nhặt đồ cũng phải nghiêng người xuống nhặt. Vì điều này mà Tôn Cánh Phi bị đánh một trận, không được phép mặc váy nữa, vì mỗi lần chị ngồi sổng đều có thể thấy luôn cả quần lót bên trong. Không kể gì khác, riêng chuyện nuôi dạy con cái là bà đã rất nể phục phùng giật quần rồi nghĩ đến đây bà lại nhớ đến chuyện mình đã không giáo dục tôn cánh thành cho tốt nếu hồi nhỏ không để nó làm theo ý mình không chừng bây giờ nó đã trở thành một nghệ sĩ piano rồi lần này tôn cánh phi đáp lại vô tư nói cậu tư là đầu thai sai chỗ nếu đổi sang một gia đình trí thức được ba mẹ hướng dẫn thì chắc sẽ sớm thành tài dù không thành nghệ sĩ piano thì cũng sẽ là một nhân vật có tiếng trong ngành y nhà mình thực sự quá bình thường chôn vùi mất cậu ấy tôn cánh phi vắt khăn lau mấy hút mùi nói rất dứt khoát ba mẹ kém năng lực thì không thể hướng dẫn một đứa trẻ thông minh sớm thành tài được con cái thành công từ gia đình nghèo là một hy vọng xa vời mẹ thấy chu ngư có giáo dưỡng nhưng cái đó là từ trong xương cốt trước đây không phải mẹ thường cảm thán rằng bà ngoại mờ ấy xuất thân từ danh gia vọng tộc năm xưa vì hoàn cảnh mới lấy ông ngoại mờ ấy ông ngoại là người hầu trong nhà đúng không nói đến đây chị nhớ đến chuyện khác tiện miệng nói ba mẹ luôn trách con cái không thành tài có lẽ con cái còn cho rằng chính ba mẹ đã làm lỡ mất mình mẹ tôn không nói một lời chị ăn bánh bao và uống trà sau đó quay vào phòng nghỉ ngơi khi tôn cánh phi làm xong mọi việc mới phát hiện mẹ mình đã lặng lẽ vào phòng trong chị dọn dẹp cả phòng khách lau nhà đứng ở cầu thang gọi ba lầu trên mới lau nhà lát nữa hãy lên dưới phòng khám cũng đến giờ đóng cửa một lát sau nhân viên gọi chị đưa cho chị một chai dung dịch khử trùng đã pha sẵn nói là tôn hữu bình dặn dùng để lau nhà chị đành lau nhà lại một lần nữa lau xong chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì thấy con trai gửi một video ngắn thằng bé đang cầm một cây pháo xẹt cùng mấy anh chị em họ chơi ngoài đường tôn cánh phi cười trả lời cẩn thận an toàn ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nha con kha vũ đáp dạ mẹ tôn hữu bình cũng đóng cửa lên ngủ khi thay đồ ngủ thì hỏi mẹ Tôn, bà uống thuốc chưa? Chưa uống. Mẹ Tôn dựng gối lên, ngồi dựa lưng. Bà Tôn ra ngoài hâm nóng hai ly thuốc đông y, chữa mất ngủ, hai vợ chồng ngồi trên giường uống. Bà Tôn thấy mắt bà sưng lên, hỏi, con ba làm bà giận hả? Lời đã đến miệng nhưng mẹ Tôn kìm lại cơn nghẹn ngào, nói, nó không làm tôi giận, tôi chỉ nghĩ đến vài chuyện vặt vảnh thôi. Bà lo lắng quá nhiều nên mới mất ngủ ba tôn ra ngoài đi tắm một lúc sau quay lại tắt đèn ngủ đi tôn cánh thành chơi cầu lông gần cả tiếng mới về ra đủ mồ hôi cũng xả xét xong trên đường về anh nghĩ nên nói chuyện với chu ngư thế nào không thể như trước cứ cãi nhau mãi anh nhận ra rằng mỗi lần hai người về từ bữa tụ tập ở phòng khám không lần nào là không cãi nhau anh nghĩ mình có nên đổi xe không trong phòng ngủ chu ngư dựa vào đầu giường đọc sách anh nhìn thoáng qua rồi đi tắm sau đó ngồi bên giường nói anh sẽ không nói thẳng với bạn nhưng sẽ mua số điện thoại mới nói cho cậu ấy tóm lại anh sẽ không để cậu ấy giống như kẻ ngốc bị lừa dối anh có nguyên tắc của mình người xung quanh đều biết mà người trong cuộc lại không biết gì đó mới là tổn thương và trò cười lớn nhất chu ngư gấp sách lại định nói mua số điện thoại cần phải xác thực danh tính cũng muốn nói trong hôn nhân không ai là kẻ ngốc cả nhưng cuối cùng cô chỉ gật đầu không nói gì tôn cánh thành nằm vào một chiếc chăn khác nói, cá là anh đặc biệt dặn mẹ làm cho em, em không ăn có thể để anh ăn, nhưng không được vứt. Đó là tâm ý của mẹ. Chu Ngư ừm một tiếng, em không vứt, đều để trong tủ lạnh. Em cãi nhau với anh rồi vứt một miếng, dùng khăn giấy gói lại. Tôn Cánh Thành rất nghiêm túc. Chu Ngư lại nằm xuống, không nói gì. Ngay lúc đó, như có sự đồng cảm, Tôn Cánh Thành cảm thấy cô đã dịu đi, không còn hung dữ và tấn công nữa để xác nhận suy nghĩ này, anh đưa tay vào mền của cô, định nắm tay cô, không ngờ lại chạm phải một thứ mềm mềm, chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đánh cho một cái. Anh cười lớn, vui vẻ hẳn lên, còn nói ngủ mà mặc áo ngực không tốt. Chu ngư lườm anh, không thèm để ý. Mặt cô đỏ ửng, cái lườm ấy lại khiến cô trở nên quyến rũ, không hề có chút đe dọa nào. Tôn cánh thành lấy hết can đảm, nằm trên gối giải thích về cách phòng ngừa ung thư vú anh thực sự mang tâm lý của một bác sĩ, như một buổi giảng dạy của chuyên gia, không có chút xúc phạm nào cả. Giải thích mãi, chỉ thấy cô dùng hai tay không biết bằng cách nào mà lấy từ trong mình ra một chiếc áo ngực ren đen, ném thẳng lên ghế. Ném không trúng, một cúp nằm trên ghế, một cúp treo lơ lửng, lớp ren mỏng manh như cánh ve khiến anh nghĩ đến mặt nạ của vũ nữ. Tôn cánh thành không giảng nữa, rút vào mình cuốn kín người lại. Chu ngư tắt đèn lớn, bật đèn ngủ, nói chút ngủ ngon rồi quay lưng lại ngủ tôn cánh thành không ngủ được cứ nhìn vào gáy cô tóc cô có chút xoăn tự nhiên sau gáy có một lớp lông tơ mềm mại anh nghĩ rồi đưa tay sờ chu ngư quay lại nhìn anh anh có chịu ngủ không không ngủ được tôn cánh thành thành thật trả lời không ngủ được thì đếm cừu anh đang đếm lông tơ sau gáy em chu ngư xoay người lại không cho anh đếm tôn cánh thành khiêm tốn hỏi em làm sao mà cởi áo ngực qua đồ ngủ được vậy muốn em làm một lần nữa cho anh xem không chu ngư nhìn anh nếu em tiện không tiện tôn cánh thành nhìn cô cô cũng nhìn lại anh hai người cứ nhìn nhau như vậy bầu không khí bắt đầu thay đổi một chút tôn cánh thành có chút bối rối cũng bắt đầu hối hận đáng lẽ anh nên thuận theo mà làm khi cô hỏi em làm lại một lần nữa cho anh xem nhé anh nên dứt khoát trả lời là được thay vì thản nhiên nói nếu em tiện cả hai đều không phải là người nặng tình dục trước khi quyết định ly hôn họ chỉ quan hệ tình dục một tuần hai lần lúc còn trẻ anh cũng vậy không phải vì sức khỏe kém mà là do bản năng anh không thích bị ham muốn thể xác kiềm chế luôn cố ý đè nén lại anh thò một chân ra khỏi mền của mình chui vào mền của cô chu ngươi nhắc nhở anh đã vượt quá giới hạn rồi từ lúc quyết định ly hôn hai người cũng cùng lúc chấm dứt quan hệ xác thịt tôn cánh thành làm như không nghe thấy gì một tay chống đầu nhìn cô phụ nữ mỗi năm ít nhất phải khám sức khỏe một lần trường của em có tổ chức trường học không được em cần phải làm một cuộc kiểm tra sức khỏe chuyên sâu và toàn diện tôn cánh thành nói như vú cổ tử cung nội mạc tử cung buồn trứng anh còn biết cả phụ khoa cũng biết một chút anh thật đa tài chu ngư khen anh tôn cánh thành gật đầu thừa nhận từ nhỏ anh đã là người toàn năng rồi nói xong gãi gãi mặt nhìn cô em thích thầm anh đúng không chu ngư làm lơ anh anh tin vào trực giác của mình tôn cánh thành rất chắc chắn bởi vì cách chu ngư nhìn anh thỉnh thoảng mang lại cho anh một cảm giác rất mạnh mẽ chu ngư không để ý tới anh nhắm mắt ngủ thừa nhận đi có gì đâu mà ngại Lúc 12-13 tuổi anh đã thầm thích giáo viên dạy nhạc của mình rồi. Anh trưởng thành cũng sớm thật. Chu Ngư trả lời. Trưởng thành sớm thì trưởng thành sớm thôi. Tôn cánh thành treo chọc cô, thừa nhận đi, anh sẽ không cười em đâu. Thừa nhận cái gì? Thừa nhận rằng em thích thầm anh. Có gì phải giấu giếm về tình cảm của em dành cho anh? Chu Ngư nói, em là người dám yêu, dám ghét, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước kia em từng thích bạn anh chứ không có thích anh em thật nhàm chán tôn cánh thành rút chân lại không để ý đến cô nữa anh thật hẹp hòi chu ngư nói với anh em không có thích thầm anh cho nên anh tức hả anh không tức tôn cánh thành phản bác anh chỉ cảm thấy em nhàm chán mà thôi anh chính là quá tự tin chu ngư không chịu bỏ qua hồi học đại học anh để tóc dài cho rằng mình rất nghệ thuật bây giờ nghĩ lại thấy sến muốn chết. Trong lòng em anh chỉ là một chàng trai sến súa mà thôi. Em chưa từng có tình cảm với anh cũng không sao, sao lại đi dẫm đạp anh. Tôn Cánh Thành tức giận, anh chọc gì em? Anh sến súa như vậy, không được lòng em, sao em lại lấy anh? Là anh hỏi em trước mà. Sao mình lại tự đào hố cho mình vậy không biết? Tôn Cánh Thành tự mắng mình, tức đến đau cả trứng. Nói xong, cả người anh đều đè đề lên người cô chu ngư đẩy anh anh ông cô giả chết một lúc sau chu ngư mới nói anh nặng muốn chết em rồi tôn cánh thành không nói gì anh nghe được sự dung túng trong giọng nói của cô anh lặng lẽ ông cô dùng trái tim cảm nhận cô chưa bao giờ cảm thấy trái tim họ gần gũi đến vậy dù là mấy phút trước họ còn đang cãi nhau anh cảm động nhỏ giọng gọi cô vợ ừ chu ngư đáp lại anh ngước lên nhìn cô nói em đang cố tình quyến rũ anh ai quyến rũ anh chu ngư vặn lại vậy em cởi áo lót làm gì anh đã nói nó không tốt cho ngực của em mà nhảm nhí em cố tình dụ dỗ anh thì có tôn cánh thành cực kỳ chắc chắn chu ngư không nhìn anh nhắm mắt ngủ vờ tôn cánh thành lại gào lên nói chu ngư mở mắt ra Lần này Tôn Cánh Thành không nói gì, anh tự nhiên thò tay vào trong mình, đầu tiên là xoa nắng ngực cô, sau đó di chuyển xuống dưới, chạm vào băng vệ sinh thì lớn tiếng chửi rủa. Chu Ngư cười như đạt được ý đồ. Tôn Cánh Thành nghiến răng nhìn cô, giả bộ hung dữ cắn cô, mắng cô là đồ xấu xa. Chu Ngư cười như điên, quấn chặt mình trong mình muốn ngủ. Tôn Cánh Thành không chịu thuận theo, anh vén mền của cô lên, trực tiếp đè lên người cô, xoa qua xoa lại một lúc rồi lại nằm xuống nắm lấy tay cô cầu cứu. Chu Ngư mắng anh tục tiểu. Tôn Cánh Thành thẳng thắn thừa nhận, anh chính là đồ tục tiểu. Sau đó nắm lấy tay kia của cô đặt lên ngực mình, kêu cô kiểm tra kỹ xem có khối u nào không, nói nam giới cũng có nguy cơ mắc ung thư vú. Ngày giao thừa, tên khốn Tôn Cánh Thành chơi ác lừa gạt cô, nói nhà họ ba năm mới chụp ảnh gia đình một lần, mỗi lần là một chủ đề khác nhau, năm nay là chủ đề dân quốc. Sáng đó, Chu Ngư mất cả tiếng để trang điểm và tìm chiếc sườn xám từ hồi cưới, mặc áo khoác dài đến đầu gối, sau đó đến phòng khám với Tôn Cánh Thành, người tự nhận là thiếu soái quân phiệt. Khi đến nơi, cô thấy anh cả mặc đồng phục cảnh sát, còn chị dâu cả mặc áo khoác casmer, anh hai mặc vét và đi giày da, chị dâu hai thì mặc áo khoác lông chồn, Tôn Cánh Phi là xuất sắc nhất, khoác chiếc áo khoác màu đỏ thẫm của mẹ Tôn, nói rằng chụp ảnh chỉ cần tượng trưng là được. Thực ra, khi chụp ảnh chị cũng thấy bộ trang phục đẹp nhất chỉ có ba mẹ tôn là trang trọng nhất mặc áo khoác lông chồn sáng bóng do con trai thứ hai mua cho ngồi trên ghế thái sư ở hàng đầu bốn đứa cháu đứng hai bên theo thứ tự là chị em tôn dục nhất và tôn dục ngôn anh em tôn gia hưng và tôn gia duệ hàng kế là con dâu và con gái hứa vĩ hoa lâm tỉnh chu ngư và tôn cánh phi hàng cuối cùng là các con trai tôn cánh việt tôn cánh huy và tôn cánh thành bối cảnh là phòng khám tôn hữu bình và cây lớn trước cửa số nhà được dán trên tường của phòng khám, số 159, đường Hạnh Phúc, phố Nam. Đây là bức ảnh tập thể đông đủ nhất mà nhà họ tôn từng chụp. Tổng cộng 13 người. Chương 18, chỉ mong người lâu dài. Chụp ảnh xong, đàn ông giải tán, vội vã với công việc của mình. Bọn trẻ bị bà nội lùa như đàn việc đuổi vào phòng riêng để chơi, còn mấy người phụ nữ thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chu Ngư mặc sườn xám bất tiện nên Tôn Cánh Phi đã cho cô mượn quần áo để thay. Bất chợt nhìn thấy vết đỏ sau gáy Chu Ngư, chị dâu hai buộc miệng nói, còn trẻ nên sung mãn thật, chị với anh hai nhà chị chẳng còn đời sống tình dục nữa rồi. Mặt Chu Ngư đỏ bừng, chị dâu cả thấy vậy bèn nói chị dâu hai không ra dáng chị dâu gì cả. Chị dâu hai duỗi móng tay dài màu đỏ tươi ăn hạt dưa, vẻ mặt không chút sợ hãi, chị dâu, chị với anh cả cũng không còn quan hệ nữa nhỉ chị dâu cả phỉ nhổ chị ấy mắng chị ấy già mà không đứng đắn mẹ tôn cũng nghe thấy nói chị ấy đừng buông lời thiếu đứng đắn nữa mọi người trong bếp tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi bị ngắt ngang chị dâu cả than phiền rằng bây giờ các trường học sợ chịu trách nhiệm nên đã hủy bỏ các chuyến đi giả ngoại vào mùa xuân và mùa thu của bọn trẻ mẹ tôn thì nói ngày nay địa vị của giáo viên không còn được tôn trọng như trước nữa ngày xưa con cái đi học lúc nào gặp thầy cô mẹ cũng đều bày ra thái độ biết ơn đến mùa gặt lúa mẹ còn kêu thằng cả đi giúp thầy cô cắt lúa gia đình nào có học sinh gặp khó khăn thì cũng có thầy cô giúp đỡ đóng học phí cho mấy tháng trước cháu trai gì trương của mấy đứa ở trường bị dập đầu mẹ nó đến trường cãi nhau với giáo viên các con xem bọn trẻ đùa dẫn va đập là chuyện rất bình thường không lẽ đem bọn chúng cột lại hết trên ghế đúng không mẹ ơi giáo viên bây giờ không giống như trước nữa trước đây giáo viên chỉ dạy dỗ học sinh còn giáo viên bây giờ chỉ quan tâm đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông thôi chị dâu hai ở phòng khách lên tiếng. Nói gì thì nói, chính là trẻ con bây giờ quá yếu đuối. Chút chuyện còn con cũng đi tìm trường học, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là con trẻ. Trường học đóng cửa, áp đặt, kiểm soát học sinh trong giờ giải lao và không cho phép đi chơi xuân thu còn đỡ. Lần trước học sinh trong lớp Chu Ngư xảy ra chuyện, nhà trường sợ phụ huynh gây phiền phức nên thậm chí còn đình chỉ dạy hết mấy ngày. Bản chất không giống. Chị dâu cả đang đánh vẫy cá nói có va đập cũng là chuyện bình thường nhưng chuyện ở trường chu ngư thì đã được đưa lên tin tức luôn rồi đứa trẻ bị mù một mắt mà thằng bé bị mù thật sao em ấy bị mù tạm thời chu ngư vừa nhặt rau vừa nói phụ huynh đã mang con mình đến bắc kinh chữa trị rồi chị đáng tiếc còn hai năm nữa là thi đại học rồi chị dâu cả thở dài theo như mẹ cuộc đời vô thường việc này cũng không trách ai được mẹ tôn đun sôi một nồi nước nhúng con gà vừa mới giết để vặt lông, nhà mẹ có bảy tám chị em, nhưng chỉ có năm sáu người trưởng thành. Mẹ còn có một đứa em gái, đến tám chín tuổi thì đột nhiên qua đời, cũng không biết là nó đã ăn phải thứ gì không nên ăn. Nó chết thì chết, cũng chẳng ai thấy buồn lắm. Hồi đó nhà nào mà không có con chết, ba mẹ để một đống con, đứa nào lớn thì tính đứa đó. Mẹ tôn bị nước nóng làm bỏng tay, liền nhanh chóng bóp bóp tay, mấy đứa không tin thì cứ về hỏi ba mẹ mấy đứa xem. Xem họ, xem ai chưa từng có anh chị em mất. Bà cụ ngồi trên xe đẩy ở đầu ngõ vào mùa hè kia kìa, chắc cũng phải 103 tuổi rồi. Bà ấy đích thân trải qua nạn đói lớn, cả nhà đều chết đói sạch, chỉ còn mình bà ấy may mắn trốn được nạn đói, đi đến tận Sơn Tây, nhưng nơi đó đã chật cứng người tị nạn nên họ đóng cửa thành lại, cuối cùng phải quay ngược mấy trăm dặm trở về. Mẹ Tôn nhanh nhẹn vặt lông gà, mẹ không có ý là cuộc sống khổ cực, mà chỉ muốn nói rằng lúc nào chúng ta cũng phải chấp nhận sự vô thường của cuộc đời, có thể tối cởi dày ra, sáng hôm sau đã không dậy được. Có những chuyện, ngoài việc chấp nhận sự thật ra thì chúng ta không thể trách cứ ai được. Mẹ ơi, sao mắt mẹ lại thế kia? Chu Ngư hỏi. Sao vậy? Mẹ tôn xoa xoa, thấy dính một ít gì đó vào mu bàn tay, cúi đầu ngửi ngửi, sao lại có mùi phân gà thế này? Mọi người cười ồ lên, Chu Ngư giúp bà lau sạch, chắc là văn phải lúc mẹ vặt lông gà. Trong phòng khách, con gái của chị dâu cả đang nói muốn nắng chỉnh răng, đang nhờ chị dâu hai tư vấn. Chị dâu cả tập trung lắng nghe, nằm ngoái con gái chị ấy muốn niền lại răng nhưng chị ấy vẫn luôn im lặng, hôm qua có chút nóng nảy nên nói con bé tự mà đi hỏi ý kiến thím hai. Chị dâu hai đứng ở cửa bếp nói với chị dâu cả, răng của con gái chị đáng lẽ phải được niền từ sớm. Chúng ảnh hưởng đến hình dáng khuôn mặt của con bé. Chị chẳng muốn quản nó hôm qua nó mới bị ba nó mắng cho đấy. Chị dâu cả nói. Sau Tết em sẽ liên hệ với người ta, sẽ niền răng cho con bé trước khi vào học. Chị dâu hay nhìn đôi lông mày ngắn của Tôn Dục Nhất, nói, nhân tiện tìm người có tay nghề cao làm lông mày luôn. Dạ. Tôn Dục Nhất vui vẻ nói, lại lén nhìn mẹ mình một cái, đổi giọng ngay, thím hai, con niền răng trước thôi. Năm sau rồi hãy chỉnh lông mày. Sao lại đợi đến năm sau? đã chỉnh thì phải chỉnh cả hai cùng lúc. Nếu con muốn chỉnh thì chỉnh cả hai cũng được. Chị dâu cả bày tỏ quan điểm. Tôn Dục Nhất nắm chặt lọn tóc mái ngắn, do dự một lúc rồi vẫn lắc đầu, chờ năm sau chỉnh mày vậy. Niềng răng là vấn đề cấp bách, còn chỉnh mày thì thôi, mấy ngày nay cô bé đang hí hửng vì ba đã đồng ý cho mình đi làm sinh viên trao đổi, nên cô bé không muốn tiêu tiền bừa bãi. Chị dâu hai hiểu được suy nghĩ của cô bé, nói với cô bé rằng, nhìn con kìa, thím hai không lấy tiền của con đâu. Chú hai mà biết thì mắng thím mất. Tôn dục nhất lại càng ngượng ngùng hơn, nhìn mẹ mình rồi lại giả vờ vào cháu, miễn cưỡng nói, không phải đâu thím. Chị hai, em cũng đi nữa. Chu ngư vừa rửa rau vừa nói, em thích định hình lông mày từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian. Đi đi, năm ngoái chị cũng kêu thím đi rồi mà. Dạ, vậy chị hẹn một người có tay nghề cao, trước khi bắt đầu học kỳ, em và Dục Nhất sẽ cùng nhau đi. Chu Ngư nói. Đi đâu vậy? Tôn Cánh Phi thò đầu vào hỏi. Đi chỗ chị hai xăm lông mày. Miễn phí không? Tôn Cánh Phi nói. Nếu không mất tiền thì chị đi. Đi đi đi. Mẹ Tôn đuổi chị đi. Mấy hôm nay đang bực mình chị lắm. Nói chuyện giống y như thằng Tư vậy. Chị dâu con sẽ lấy tiền của con chắc. Còn chưa biết được. Cô đừng có đi, Đi là chị tính cô giá cắt cổ. Chị dâu hay nói với chị. Chu Ngư rửa sạch rau, sau đó nhờ Tôn Dục Nhất lấy rổ nhỏ đựng cho ráo nước, rồi hỏi cô bé đôi câu về tình hình học tập. Tôn Dục Nhất rất chăm chỉ, vừa trò chuyện với cô vừa giúp cô làm việc. Đợi đến khi xong việc, cô bé đi đến dĩa bánh trái lấy một viên kẹo mà mẹ mình thích, lột ra rồi đút vào miệng mẹ mình. Chị dâu cả nhỏ giọng trò chuyện với cô bé, nói rằng không sao đâu, trước khi bắt đầu học kỳ cứ đi cùng thiếm tư là được. Tôn dục nhất ôm mẹ mình, cười không nói gì. Chị dâu cả cảm thấy rất chua xót, cúi đầu ướp cá, không nói thêm lời nào nữa. Về mặt kinh tế, gia đình chị ấy và gia đình của chú hai, cô ba, chủ từ khó khăn hơn hẳn. Con gái cứ đòi đi du học, không phải là chị ấy không muốn chi tiền, mà là trong nhà thực sự không có tiền. Những năm qua, chị ấy và tôn cánh việc cũng tiết kiệm được một ít tiền, dự định mua một căn hộ cho con nhưng vì mẹ chị ấy sốt ruột muốn mua nhà cưới vợ cho em trai nên chị ấy đã phải cho mượn trước một khoản sau đó mẹ chị ấy bị ung thư phải nhập viện nên lại phải bỏ ra một khoản nữa tiền trong nhà đủ để nuôi sống bốn miệng ăn còn đi du học thì quả là một vấn đề lớn theo lẽ thường trong nhà có năm người phụ nữ thì việc chuẩn bị bữa cơm tất niên là dư sức nhưng khi có nhiều người chị dâu hai và tôn cánh phi lại lười biếng người trước làm móng tay rất đẹp việc này không làm được việc kia cũng không làm được nhưng cũng không phải là ngồi không cứ loay hoay khắp nơi trong bếp, ra vẻ là đã bận rộn cả buổi, nhưng thực tế là không làm được gì. Nhưng bạn không thể nói rằng chị ấy không làm gì cả, còn một người lúc thì ra ngoài nghe điện thoại, lúc thì ông máy tính sách tay nói là trả lời email, lý do rất chính đáng, nhưng thực chất là lười biếng và trốn việc. Chỉ có mẹ Tôn, chị dâu cả và chu Ngư là thực sự làm việc. Mấy đứa trẻ trong phòng ngủ cũng không nhàn rỗi, đứa thì khóc lóc đến mách tội, đứa thì muốn cô ba chủ trì công đạo cho mình tôn cánh phi thấy phiền, cho mỗi đứa một trăm tệ, lập tức cả bọn chạy như bay đến tiệm trò chơi. Đến chiều, mấy người đàn ông lần lượt trở về, tôn cánh huy về sớm nhất, mang theo hai chai rượu vang và trà, tiếp theo là tôn cánh thành, không biết lấy đâu ra một thùng pháo hoa, tôn cánh việc đến đúng giờ ăn tối, bà tôn cũng đóng cửa phòng khám vào khoảng 4-5 giờ chiều. Hàng năm phòng khám chỉ đóng cửa sớm ngày hôm nay, những ngày khác đều mở đến 10 giờ tối. Trong bếp bận rộn xào nấu, bày bàn, ngoài phòng khách Tôn Hữu Bình cùng Tôn Cánh Việt và Tôn Cánh Huy uống trà. Ông chỉ có thể tâm sự vui vẻ với con cả và con thứ hai. Tôn Cánh Thành đứng đó xem tivi một lúc, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôn Cánh Phi trả lời sau một cuộc điện thoại, cũng thuận thế ngồi cạnh anh. Tôn Hữu Bình không nhìn họ, cũng không nói gì với họ. Anh cả và anh hai cố hòa giải, nhưng cả hai bên đều không ăn thua. Hai chị em ngồi buồn chán, lại ríu rít to nhỏ bàn nhau chuyện Tết, để làm Tôn Hữu Bình vui vẻ hơn một chút, cả hai đứng dậy đi vào phòng ngủ để bàn công chuyện. Nhưng phòng nào phòng nấy cũng đều bị mùi chân thối của bọn trẻ làm cho ám ảnh. Các món ăn được bày biện đầy đủ trên bàn, 10 món ăn chín tám món ăn phụ ba món canh, mọi người ngồi vào bàn, cụng ly, nói những câu chúc phúc hợp cảnh, rồi theo thứ tự lớn nhỏ bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm tất niên từ 6 giờ đến 8 giờ tối, Tôn Hữu Bình ăn xong trước, con cháu cũng lần lượt xin phép trời bàn, dựng bàn mạc chưa. Hàng năm họ đều thức đến quá 12 giờ đêm mới giải tán, lấy lý do là để cầu may. Trên bàn mạc chưa có Tôn Cánh Thành, chị dâu cả và hai vợ chồng Tôn Cánh Huy. Chu Ngư ngồi bên cạnh Tôn Cánh Thành xem, Tôn Cánh Phi đang rửa chén trong bếp, Tôn Cánh Việt thì ngồi uống trà với Tôn Hữu Bình. Mỗi lần Tôn Cánh Thành bốc được một ván bài tốt, anh đều ngoái đầu lại khoe với Chu Ngư, nhìn xem, thắng rồi chị dâu hay nói với anh đừng có thể hiện chu ngư chơi còn giỏi hơn chú bên kia tôn cánh phi bận xong việc đuổi tôn cánh huy đi anh hai em thay anh tôn cánh thành thấy chơi với ba người phụ nữ chẳng có gì thú vị cũng đứng dậy nhường chu ngư chơi trong nhà trừ vợ chồng anh cả ra còn lại đều là cao thủ đầu óc nhạy bén hơn người nhưng nếu tính đến người giỏi nhất thì vẫn là chu ngư và tôn cánh huy hai người họ giữ được bình tĩnh nhất còn ba người kia đều kém hơn. chu ngư sau khi kết hôn mới học cách chơi mạt chược. hôm đó mẹ tôn nói đùa rằng chu ngư biết đếm bài nhất là người chơi giỏi nhất mà bà từng thấy. chu ngư để bụng, sau này chơi thì không còn thể hiện nữa. người khác muốn cô khai pháo thì cô sẽ khai pháo. chu ngư nhìn những quân bài trong ván bài, ném ra một quân năm vạn, chị dâu cả ở bàn đối diện la lên ăn. tôn cánh thành áp sát tai cô nói, cao thủ. Chu Ngư dùng khuỷu tay đẩy anh một cái, kêu anh tránh xa, ngồi sau lưng ảnh hưởng đến cô chơi bài. Tôn Cánh Việt thấy anh lẫn vào đám đàn bà phụ nữ, kêu anh đến uống trà. Sau nhiều lần mời mọc, cuối cùng Tôn Cánh Thành cũng miễn cưỡng di chuyển mông, ngồi xuống uống trà. Tôn Cánh Huy tìm chuyện để nói, hỏi công ty anh thế nào rồi. Anh nói cũng bình thường thôi, cố gắng gượng, sắp phá sản rồi. Tôn Cánh Việt tiếp tục bắt chuyện, nói hôm qua anh ấy đến chỗ của bác cả, bác cả nói anh đang nghe ngóng về y học cổ truyền Trung Quốc. Sau đó ân cần hỏi, chú có ý định gì sao? Đúng vậy. Tôn Cánh Thành nói, nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm, em định thi lấy chứng chỉ hành nghề y. Ý tưởng này của chú rất tốt. Tôn Cánh việc vui mừng khôn xiết như trúc được gánh nặng vỗ nhẹ vào vai anh, nói anh lạc đường lạc lối biết quay đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, quanh đi quẩn lại 18 năm, cuối cùng anh đã trở lại con đường đúng đắn. Rất tốt nhà ta có bác sĩ có giáo viên có cảnh sát có hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống có nhân viên quản lý bất động sản tất cả những công việc này đều liên quan đến nhu cầu thiết yếu của người dân anh cả tôn cánh thành ngáp dài nói em thi nhưng em không có vào ngành y em chỉ muốn chứng minh mình có năng lực mà thôi anh còn chưa nói xong thì đã bị mắng xối xả đuổi ra khỏi bàn trà tôn cánh thành lén nhìn tôn hữu bình ông vẫn bình tĩnh uống trà hoàn toàn không để ý gì đến anh anh thấy chẳng thú vị xem đồng hồ, dục chu ngư về nhà tập thể. Sáng nay hai người đã bàn bạc xong, nửa đêm sẽ ở phòng khám, nửa đêm còn lại thì về nhà tập thể. So với sự ồn ào của nhà họ tôn, nhà tập thể lại yên tĩnh hơn nhiều. Nhà có hai miệng ăn, nấu bốn món cũng ăn không hết. Ăn xong, bọn trẻ trong khu bắt đầu đốt pháo hoa, phát ra tiếng ồn ào, bà nội giật mình đến mức khóc một lúc, nói là chiến tranh rồi. Phùng giật quần dẫn bà nội xuống xem, khi nhìn thấy người đốt pháo hoa là mấy đứa trẻ mới cười nói tất cả các ngôi sao trên bầu trời đều đã nổ tung rồi bà đi từ phố này sang phố khác để tìm trẻ con đứng giữa đám trẻ để nhìn trên đường đến nhà tập thể chu ngư vừa vặn nhìn thấy bà nội ngửa mặt lên trời xem pháo hoa chu ngư gọi bà bà ngơ ngác nhìn chu ngư một cái rồi tiếp tục ngửa mặt nhìn pháo hoa tôn cánh thành lấy từ cốp xe ra một ít pháo hoa dỗ dành bà đến một nơi hẻo lánh nói rằng nếu đốt ở nơi đông người sẽ bị cảnh sát bắt cả nhà lái xe đến vùng ngoại ô, bà nội rất vui, nói pháo hoa nở rộ không chỉ giống như ngôi sao mà còn giống bắp rang. Bà từng làm bắp rang cho Chu Kỳ, từng hạt bắp trong nồi nóng đủ, bùng nổ thành những bông hoa nhỏ màu trắng. Nghĩ đến bắp rang, tiếng cười của bà nội đột nhiên ngừng lại, đột nhiên thấy lo lắng, nói muốn về nhà, Chu Kỳ vẫn đang ở nhà. Phùng giật quần an ủi bà, nói rằng Chu Kỳ đã đến nhà bà ngoại để đi học rồi. Lúc này bà nội mới thôi, sau đó lại vui vẻ trở lại, nói đến trường học tốt, đến nhà bà ngoại có thể học, còn ở chỗ này của chúng ta thì không tốt, các trường đều không nhận. Phùng giật quần nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm lời nào. Chu Ngư cũng thấy buồn, đôi tay đặt trên đầu gối bị tôn cánh thành nắm lấy, vừa lái xe vừa nói chuyện với bà nội. Đến một nơi trống trải, tôn cánh thành bày pháo hoa ra, nhân lúc anh không để ý, bà nội cúi xuống đốt pháo hoa, quay người bỏ chạy với thân hình nhỏ bé vụng về, hét lên, nó nổ đến mông rồi. Chương 19, người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mùng hai tết tôn cánh phi đột nhiên nhận được tin nhắn uy chát của kha vũ nói rằng muốn về nhà ông bà ngoại chỉ là ngay sau khi gửi đi tin nhắn đã bị thu hồi nhưng tôn cánh phi cũng đã kịp đọc được nội dung tin nhắn đó chị lập tức trả lời mẹ đến đón con nhé rất lâu sau kha vũ trả lời còn nhớ chị dục nhất tôn cánh phi cũng không hỏi sâu chị thấy vui chị nghĩ rằng thằng bé phải đến tết nguyên tiêu mới chịu về suy nghĩ một lúc chị nhắn tin cho tôn cánh thành lúc này đang ở bên nhà vợ em trai khi nào về vậy tôn cánh thành trả lời chiều tối tôn cánh phi nhắn về thì liên lạc với chị sau đó lại nhắn tin cho kha vũ tối nay mẹ và cậu đi đón con kha vũ trả lời dạ mẹ trong nhà không còn ai mọi người đều đi thăm họ hàng chị nhàn rỗi liền cầm chìa khóa đến căn nhà mới mua, mở hết cửa sổ trong nhà để thông gió, sau đó đến trung tâm thương mại mua sắm các thiết bị gia dụng nhỏ. Trên đường đi, chị nhận được điện thoại của Kha Dũng, hai người không hợp nhau, nói được mấy câu thì cúp máy. Trước Tết, Kha Dũng còn cẩn thận hỏi thăm, hỏi tại sao chị không về ăn Tết? Tại sao không để anh ta đến phòng khám? Tại sao bán nhà ở khu mới mà không nói với anh ta một tiếng? Tôi kiếm ra tiền, thích tiêu thế nào thì tiêu. Tôn Cánh Phi vừa chọc tức anh ta vừa không cho anh ta câu trả lời rõ ràng, để anh ta tự suy nghĩ. Đồng thời, chị cũng nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, chị đều đẩy hết cho Kha Dũng, nói anh ta tự mình hiểu rõ. Kha Dũng không hiểu ý chị, chị ý xa ý gần để thăm dò. Bên kia, Tôn Cánh Thành dẫn bà nội và phùng giật quần ra công viên, thời tiết hôm nay rất tốt, suốt mùa đông bà nội đều ở trong nhà nên nhàm chán, rất muốn đi ra ngoài. Bình thường vào ngày xuân ngày thu họ cũng rất ít đi chơi bởi vì tâm trạng của bà nội thất thường, một mình phùng giật quần không thể trông coi được. Bà nội chỉ vào cái hồ nhỏ ở giữa, muốn phùng giật quần khi trời nóng thì đưa bà đến đây tắm. Phùng giật quần và chu ngư đang tìm một nơi có nắng để trải thảm giả ngoại, không nghe thấy, bà nội liền giận dữ hét vào tai phùng giật quần khiến bà giật cả mình. Chu Ngư trừng mắt nhìn Tôn Cánh Thành trách anh không trông coi bà nội, Tôn Cánh Thành vội vàng kéo bà nội, nói mùa hè sẽ đưa bà đến đây tắm. Bà nội nhìn hắn anh, nói sẽ đi tố cáo anh tội lưu manh, để đại đội trưởng dùng kéo các cái đó của anh đi. Chu Ngư nhìn anh một cái, chăm chọc anh. Tôn Cánh Thành không để ý đến cô, cúi đầu tra cứu hướng dẫn, anh muốn đưa Chu Ngư đi cắm trại trên ngọn núi gần đó, tiện thể ngắm bình minh. Vào những năm trước, cứ đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng thì họ đều ra khỏi tỉnh, nhưng năm nay dịch bệnh đặc biệt, khu phố kêu gọi nếu không cần thiết thì không nên ra ngoài, cố gắng đón một cái Tết yên bình. Phùng giật quần trải thảm giả ngoại, lấy đồ ăn vặt cho bà nội, quay đầu nhìn cặp vợ chồng vừa dựa đầu vào nhau vừa thì thầm to nhỏ, vô tình đối mặt với Chu Ngư, bà cười cười, Chu Ngư thì gãi đầu, tiếp tục tập trung vào chuyện của mình. Chu Ngư thấy cắm trại quá lạnh, Tôn Cánh Thành nói đồ anh mang theo rất ấm, dù âm 30 độ cũng không thành vấn đề. Huống hồ thời tiết bây giờ còn chưa đến âm. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trời nắng đẹp, bốn người ngồi đó đều thấy nóng. Phùng giật quần dựa vào thân cây ngủ gật, tôn cánh thành chơi bài với bà nội chu ngư thì đứng bên cạnh xem tôn cánh thành thấy cô đứng bên cạnh rất áp lực ngửa đầu thúc giục cô ngồi xuống cô không ngồi tôn cánh thành chơi một lúc thì lại nhìn cô sợ cô chơi xấu thừa lúc anh không để ý sẽ đá anh một cái chu ngư nói anh nghĩ bụng ta suy bụng người lười để ý đến anh mặt trời lên cao bóng của mọi người cũng thay đổi theo cô quay đầu nhìn phùng giật quần đang ngủ cũng tiến lên một bước lúc này tôn cánh thành mới hiểu tại sao cô lại đứng anh thấy lòng mình bỗng chốc như trăm mối tơ vò cô vợ của anh là người có suy nghĩ phức tạp đến mức anh khó mà nắm bắt được nghĩ đến đây anh ngửa đầu lên gọi vợ ơi nói đi tôn cánh thành nói từ tận đáy lòng lấy được anh là phúc của em đó tình hình của tôn cánh phi lúc này không được nhàn nhã như em trai mình mẹ tôn đang mắng chị nói rằng ở nhà chị giống như một vật trang trí bà đi thăm họ hàng chị thậm chí còn không nấu được một chén cơm cho Tôn Hữu Bình, nói nuôi chị để làm gì. Khi nói đến chỗ xúc động, bà còn rơi hai hàng nước mắt. Hai ba giờ chiều, từ nhà họ hàng trở về, thấy Tôn Hữu Bình ngâm một cái bánh bao, rắc muỗng đường trắng rồi ngồi đó ăn, bà nay lập tức nổi giận. Đã giúp chúng nó chăm sóc con cái rồi mà chúng nó còn đối xử với họ như vậy, đợi khi họ già yếu nằm liệt giường thì còn có thể trông cậy vào ai. Bà không khỏi buồn bã, trước tiên cầm điện thoại mắng Tôn Cánh Phi, sau đó gọi điện cho anh cả nói khi bọn trẻ bắt đầu đi học thì đừng mang đến đây gửi bà sẽ không hầu hạ bọn họ như một đầy tớ già nữa anh cả hỏi đã xảy ra chuyện gì mẹ tôn càng nghĩ càng đau đớn và tổn thương nghĩ đến lời nói chặn hòng bà của tôn cánh phi mấy ngày trước bà không kìm được nước mắt bật khóc chị thúc tha thúc thích nói nhiều con nhiều cháu thì càng nhiều oan gia tôn cánh việc tranh thủ thời gian quay về phòng khám tôn hữu bình vẫn bình tĩnh như thường không biết chuyện gì đã xảy ra Tôn cảnh việc trước tiên điều tra người có liên quan. Ba, buổi trưa ba ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ba ăn lúc mấy giờ và ăn gì? Hai giờ rưỡi, ba ăn bánh bao với đường. Ôi ba già của con ơi! Ngay lập tức, tôn cánh việc cũng nổi giận, còn ba thật quá đáng mà. Khi ra khỏi phòng khám, anh ấy gọi điện cho tôn cánh phi, mắng chị một trận. Mắng xong thì lên lầu an ủi mẹ tôn, mẹ, con đã chỉ trích con ba rất nặng nề. Nó nói rằng nó không cố ý, nó quên mất. Mẹ Tôn nghe xong càng đau lòng hơn, không nói gì, khoát tay bảo anh ấy về. Thấy tình hình không ổn, Tôn cánh việc nói đại khái tình hình trong nhóm bốn anh em của họ, nói rằng mẹ không chửi gì cả, chỉ ngồi đó buồn rầu. Tôn cánh Huy cũng về một chuyến, anh cả nói không sai, mẹ không còn sức sống nữa rồi. Tôn cánh Phi nói rằng mẹ chỉ đang làm quá lên, chị chỉ quên nấu một bữa cơm mà thôi. Buổi sáng, mẹ Tôn đã dặn chị nấu cơm trưa cho Tôn Hữu Bình, lúc đó chị bận chuyện nhà bên kia nên quên mất. Hơn nữa, trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, biết đâu bà thích ăn bánh bao với đường. Tôn Cánh Phi không đoán sai, mấy ngày nay ăn quá nhiều đồ nhiều dầu mỡ, Tôn Hữu Bình cố ý ngâm một chén bánh bao trắng. Trong mắt anh cả, anh hai, lời nói này giống như một lời ngụy biện, bởi vì hai người đã về phòng khám và chứng kiến cảnh tượng thảm hại ở nhà. Ba anh em vừa nói vừa cãi nhau. Tôn Cánh Thành đang đi chơi với gia đình Chu Ngư, không tham gia vào. Tôn Cánh Phi tự mình đến phòng khám một chuyến, mẹ Tôn khác thường không mắng chị mà coi chị như không khí. Tôn Cánh Thành xem tin nhắn, kể sơ lược tình hình cho Chu Ngư. Chu Ngư xem xong nội dung trò chuyện, nói với anh, anh và chị anh đều có chỉ số EQ thấp. Cô rất tò mò, Tôn Cánh Phi làm thế nào để lãnh đạo được cả một đội? Chị ấy có thể tìm bất kỳ lý do nào, chỉ không thể nói rằng mình quên chu ngư nhìn anh mẹ dặn chị ấy nấu cơm trưa cho ba chị ấy lại nói quên mất nếu đổi thành kha vũ chị ấy cũng sẽ quên sao sẽ quên tôn cánh thành khẳng định nói chu ngư không tranh luận với anh chỉ nói nói quên rất dễ làm tổn thương người khác nói trắng ra là không coi ba mẹ ra gì bản thân mẹ anh đã hay suy nghĩ lung tung câu nói này có thể bị hiểu theo nhiều ý tôn cánh thành lắng nghe đứng ở góc độ của mẹ anh mà phân tích bây giờ bà vẫn đang giúp trông cháu trai cháu gái nhưng đến một bữa cơm trưa cũng không có ai nấu vậy sau này nằm liệt giường thì càng không trông mong gì nữa nặng hơn một chút thì sẽ vì một mình chị anh mà liên lụy đến tất cả chúng ta nuôi bốn người con vất vả đắng cay con cái con dâu không một ai nấu cho được một chén cơm đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà chắc không nghiêm trọng đến mức đó đâu tôn cánh thành không thể tin được những chuyện anh cho là nhỏ này lại rất dễ làm người khác tổn thương đó." Chu Ngư nói, "Mẹ anh 20 năm trước sẽ không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ mẹ đã già, lại yếu đuối, chỉ khi giúp đỡ nuôi cháu thì bà mới tìm được cảm giác tồn tại và chứng minh với các anh rằng mình không phải là người vô dụng. Thực tế hơn, nếu mẹ không chăm sóc con của chị dâu cả và chị dâu hai thì cuối tuần sẽ không ai đến ăn tối cả." Chu Ngư nói đến đây thì không nói thêm gì nữa. Buổi tối trên đường đi đón Kha Vũ, tôn cánh thành đã nói những lời này với tôn cánh phi hai chị em lại trò chuyện trong nhóm anh chị em cuối cùng tôn cánh phi đã kiểm điểm sâu sắc về hành vi của mình trong nhóm gia đình anh cả cũng vậy nói mình không làm tròn trách nhiệm của một người con trưởng tôn cánh huy tôn cánh thành theo sát phía sau đều nói rất nhiều lời hay ý đẹp mẹ tôn mới không phớt lờ họ nữa sau đó tôn cánh thành rất đắc ý khen vợ mình e quy cao tôn cánh phi không đồng tình mối quan hệ của mợ ấy với mẹ mình cũng không được bình thường ai cũng người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê cả thôi tôn cánh thành im miệng không nói gì ngày hôm sau hai người lái xe đến thành phố bên cạnh để leo núi chu ngư đề nghị đi cáp treo lên núi trong khi tôn cánh thành đổ xe dưới chân núi đeo một chiếc ba lô to đùng ngửa mặt chỉ về phía ngọn núi vừa chỉ vào chân mình vừa nói cuộc đời cũng giống như một ngọn núi phải từng bước từng bước một đi lên như vậy mới có thể ngắm nhìn được những cảnh đẹp hơn đi cáp treo một phát lên đến đỉnh có ý nghĩa gì không chu ngư nói tôn cánh thành đeo tai nghe cho cô chọn nhạc đây toàn là bài mà anh thích nói xong anh dẫn cô từng bước một leo lên mỗi người đeo một chiếc tai nghe suốt dọc đường không nói chuyện cảnh vật dọc đường liên tục thay đổi tâm trạng của chu ngư theo đó cũng dần dần bình tĩnh và cởi mở hơn những chuyện trước đây không giải quyết được tạm thời gác lại chỉ tập trung vào con đường trước mắt lo cho mọi việc trước mắt người xưa thường nói những chuyện không thể nghĩ thông suốt thì cứ để mặc nó trong lòng, chờ đến khi bụi phủ đầy, đến lúc cần nhớ lại thì lấy ra vũ vũ, quét quét, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, mỗi lần lại phai nhạt đi một chút, mỗi lần lại phai nhạt đi một chút, giống như những bức ảnh cũ, cuối cùng chỉ còn lại một đường viền mờ nhạt. Đến lúc này, những chuyện không thể nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ thông. Nhưng Chu Ngư không hiểu, quá trình này mất bao lâu? 20 năm? 50 năm? Hay là cả một đời? người xưa lại âm ừ cũng không nói nên lời chỉ nhấn mạnh người chuyển động thì sống cây chuyển động thì chết khốn cùng thì phải thay đổi thay đổi thì sẽ thông suốt thông suốt thì sẽ trường tồn tôn cánh thành vặn nắp bình nước đưa cho cô dặn cô uống từng ngụm một sau đó hỏi cô mệt không vẫn ổn còn mười phút nữa là lên tới đỉnh rồi tôn cánh thành đưa tay vào cổ áo cô để sờ lưng toát mồ hôi rồi sau đó anh tháo ba lô nhỏ trên vai cô xuống, đeo vào ngực mình, giơ tay ra, "Đi, cố thêm 10 phút nữa." Chu Ngư muốn nghỉ một lát, dù sao cũng còn 10 phút nữa. Tôn Cánh Thành không để cô nghỉ, nói càng nghĩ càng không muốn leo nữa. Chờ đến khi leo thêm 20 phút, Tôn Cánh Thành nói "Cố thêm 5 phút nữa là đến nơi." 10 phút sau, anh lại nói còn 3 phút nữa. Chu Ngư không muốn leo nữa, còn dốc phía trên càng lúc càng dốc. Tôn Cánh Thành kêu cô đi trước để đẩy cô, nói tối về sẽ xoa bóp vai và chân cho cô, kêu cô chú ý đến con đường dưới chân, đừng trượt chân rồi liên lụy đến anh. Chu Ngư lười để ý đến anh, chỉ chuyên tâm đi đường dưới chân. Leo đến đỉnh, gió lớn, Tôn Cánh Thành kêu cô ôm chặt lấy một cái cây cổ thụ, còn anh thì ở nơi khuất gió dựng lều, nói nhảm, nằm ngoái có một cặp đôi bị gió thổi bay mất. Ở đây có sư tử, hổ, voi, gấu đen, sói xám và cả tinh tinh nữa phải thật cẩn thận. Dựng lều xong, Tôn Cánh Thành gọi cô vào nhanh, sau đó kéo khóa lại, ngồi xếp bằng một cách nghiêm túc. Chu Ngư hỏi anh làm sao vậy, anh nói chờ cho mồ hôi ra hết, nếu không thì dễ bị cảm lạnh. Hai người nhìn nhau chầm chầm, Tôn Cánh Thành uống một ngụm trà, khen cô, cô giáo Chu thật xinh đẹp. Anh né ngay. Chu Ngư trả lời. Tôn Cánh Thành cười ha ha, đưa bình giữ nhiệt cho cô, để cô ngồi ở góc lều, còn anh thì quỳ một chân trải chỗ nằm đây là lần đầu tiên chu ngư ở lều cô nhìn một lượt rồi hỏi có chút xíu như vậy ngủ đủ cả hai người không đủ tôn cánh thành bận bơm đệm hơi tối nay em cứ nằm đè lên anh mà ngủ chu ngư đá mạnh vào mông anh nói anh đừng có vô lại tôn cánh thành nhìn cô em đợi đó sau đó tiếp tục bơm đệm hơi chu ngư không làm gì cả cứ ngồi đó uống trà nhìn anh bận rộn đợi đến khi trải xong hết, tôn cánh thành cởi vớ thò chân ra ngoài lều để hông, chu ngư cũng học theo anh, vừa thò ra đã lạnh run co chân lại. Tôn cánh thành cười cô, cuộn cửa lều lên, kêu cô ngắm hoàng hôn ở phía đối diện. Hai người ngồi sát nhau ở cửa lều, im lặng ngắm cảnh, không cảm thấy lạnh chút nào. Trời nhá nhem tối, hai người trở lại trong lều, vừa uống trà vừa đọc sách. Một người đọc chuyên luận về các bệnh sốt và bệnh vặt, còn người kia thì đọc chu dịch. Đọc được khoảng 5 phút, Chu Ngư không thể tập trung, ngoảnh mặt nhìn Tôn Cánh Thành, anh dẫn cô đến để đổi chỗ đọc sách ư? Thật không thể hiểu nổi. Chu Ngư cất sách đi, chui vào túi ngủ để ngủ, nơi này cũng yên tĩnh, rất dễ đi vào giấc ngủ. Hai chân đau nhức, cô xoa một lúc rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang xoa bóp bắp chân cho mình, cô mơ màng gọi một tiếng, Tôn Cánh Thành. Ngủ đi. Tôn Cánh Thành đáp lại chu ngư lại yên tâm ngủ tiếp một lúc lâu sau cảm thấy có người ôm mình cô thuận theo mùi hương quen thuộc mà xoay người cũng ôm lấy anh đêm đó ngủ không ngon lắm vốn dĩ cô bị mất ngủ thỉnh thoảng lại cảm thấy có người vỗ nhẹ vào lưng mình khẽ ngân nga một bài hát điều này khiến cô nhớ đến khi còn rất nhỏ vào mùa hè ở quê bà ngoại ngồi bên giường quạt đuổi mũi cho cô miệng cũng ngân nga một bài hát cô trong giấc mơ quay trở lại thời điểm đó cố gắng leo lên chiếc giường tre nằm yên bình trên đó đợi bà ngoại dùng chiếc quạt hương bồ quạt cho mình tỉnh dậy vào lúc bình minh tôn cánh thành đưa cô ra trước núi ngắm bình minh hai người ngồi bắt cháo chân trong chiếc áo khoác lông dày cộm uống từng ngụm nước nóng trong bình giữ nhiệt để giữ ấm họ vẫn luôn im lặng lặng lẽ quan sát khi mặt trời đã mọc hẳn tôn cánh thành gọi cô cô giáo chu nói chu ngư nheo mắt nhìn mặt trời tôn cánh thành muốn nói đêm qua em đã khóc nhưng lại đổi ý nói em thật dễ thương chu ngư mắc cỡ không để ý tới anh hai người uống sữa hộp rồi bắt đầu thu dọn lều chu ngư nhìn túi ngủ đôi hỏi trước kia khi ra ngoài anh cũng mang theo một chiếc lều lớn như vậy sao tôn cánh thành cuộn túi ngủ lại nói trước kia nó không lớn như vậy bộ này anh mới mua hồi năm trước chu ngư gật đầu tôn cánh thành suy nghĩ hồi lâu rồi nói thêm anh vẫn luôn ngủ trong lều vải đơn đây là lần đầu tiên anh ở chung với người khác có người ngủ như heo con lăn qua lăn lại rồi còn ngáy nữa. Chu Ngư lườm anh, không thèm để ý đến anh nữa. Tôn Tận Thành cười ha ha. Hai người lần lượt xuống núi, sau khi vượt qua những bậc thang dốc, họ sóng vai nhau đi. Con đường trên núi rập bóng cây xanh, dưới chân núi ánh mặt trời sáng rọi. Chương 20, chị em plastic. Mấy ngày nay Kha Vũ trở về, không cùng Tôn Dục Nhất xem phim thì cũng trốn ở trong phòng thì thầm to nhỏ, hoặc là ở nhà học bài. Hơn nữa hai đứa còn mang đầy tâm sự, mặt mày ủ rũ, bước đi với đôi vai rũ xuống, hệt như hai ông bà già mệt mỏi. Chu Ngư tò mò không biết bạn nam cùng bạn nữ thì có chuyện gì để nói. Hồi cô còn đi học, bạn nam chơi với bạn nam, bạn nữ chơi với bạn nữ, phân biệt rõ ràng, giữa anh em họ cũng vậy. Tôn Cánh Thành chê cô quá rập khuôn, uổng công cô là giáo viên, bạn thân nhất của anh là chị gái anh, bạn thân nhất của chị gái anh cũng là anh. Chu Ngư không hề tiếp lời, chị em nhà anh cũng quá plastic rồi. Ở nhà suốt ngày sầm xì to nhỏ, chụm đầu lại không phải hãm hại anh cả thì cũng là vu khống anh hai, hoặc hợp sức chọc tức Tôn Hữu Bình. Anh cả với anh hai cũng không muốn chơi cùng bọn họ, một người nói với mẹ Tôn là họ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, người còn lại thì nói với ba Tôn là bọn họ cùng một ruột. Lần trước khi đang ăn bánh bao trong bếp, anh cả đã lén phàn nàn với mẹ Tôn, nói hai người họ trông rất giống một cặp nam nữ trộm cắp vừa mới bị bắt trong cục đồng thời hỏi nếu sau này hai người họ mà có phạm tội gì người làm anh cả là anh ấy nên quân pháp bất vị thân hay phải làm sao mẹ tôn không chút do dự nói quân pháp bất vị thân đừng làm ảnh hưởng đến công việc của mình nói xong thì thấy hai chị em kia đứng ở cửa giống như ma không hề phát ra một tiếng động nào bốn anh chị em nhà này có mối thù truyền kiếp nói ra thì là bắt nguồn từ thời thơ ấu của họ nghe nói khi hai chị em tôn cánh phi và tôn cánh thành chọn vật đoán tương lai Tôn Cánh Thành đã chọn huy hiệu cảnh sát mà mẹ Tôn mượn được, nhưng anh cả đã cắn mạnh rồi đoạt lấy, giấu vào trong miệng không cậy ra được. Tôn Cánh Phi thì chụp lấy một chiếc bàn tính nhỏ, bị anh hai dùng một bộ xếp hình bằng nhựa màu đỏ đổi lấy. Cặp chị em này cho rằng nguyên nhân khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn đều là do anh cả và anh hai gây ra. Có lần Tôn Cánh Phi còn bắt anh hai phải chia cho mình một nửa tài sản của anh ấy. Sở dĩ cặp chị em này được cho là plastic là vì mỗi khi gặp họa người này chạy còn nhanh hơn cả người kia hôm nay mẹ tôn phàn nàn ở trong nhóm nói lúc chặt đuôi bò lỡ chặt luôn tay chặt có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của nó bốn anh chị em hẹn nhau về nhà trước khi ra ngoài tôn cánh thành nhận được tin nhắn uy chát từ tôn cánh phi hỏi anh đến đâu rồi anh nói nửa tiếng trước anh đã lên lầu rồi lúc đến cổng phòng khám hai chị em cùng xuống xe một lúc rồi ngầm hiểu lẫn nhau đứng dưới gốc cây tiêu huyền ân cần chào hỏi một lúc sau thì anh hai cũng đến anh cả cũng vậy hai người họ mới đi theo sau cùng lên đến nơi thì khuôn mặt vốn đang tươi cười của mẹ tôn khi nhìn thấy hai chị em họ liền thay đổi bà nói đến thời điểm quan trọng mới biết được đứa nào hiếu thảo sau không đợi mồ bà có mọc ba thước rồi hẳn về nói anh cả bận việc ở cục nhưng vừa nghe tin mẹ bị đứt tay là về ngay còn hai cái đứa không biết đâu là nhà này dù sao thì bà nói kiểu nào cũng có lý cuối cùng hai chị em họ vì lợi ích chung mà thương lượng chia ra hôm nay người này đến trước ngày mai lại đến người kia tay của mẹ tôn bị đứt nhưng không nghiêm trọng tôn hữu bình rắc bột thuốc lên đó rồi băng bó lại là xong chu ngư phụ đạo kha vũ làm bài tập xong thì đi đến phòng khám vì mẹ tôn không thể làm bữa tối mà chị dâu cả thì có việc còn chị dâu hai thì phải đi làm nên chỉ còn lại cô tôn cánh phi vốn định làm nhưng khi thấy cô đến liền cởi tạp về xuống đi làm chuyện riêng hôm qua bên môi giới hẹn chị đến lắp điện nước mẹ tôn đi mua thức ăn về không thấy tôn cánh phi đâu cũng không thèm quan tâm đến chị tìm một đôi bao tay cao su đeo vào rồi đi vào bếp phụ chu ngư chu ngư vội nói mình có thể xử lý được nhưng mẹ tôn nói không sao bà không yếu đuối như vậy chỉ cần vết thương không đụng nước là được vốn dĩ bà muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi nhưng tôn cánh phi lại chạy ra ngoài bà không thể để chu ngư bận rộn một mình như vậy được trong nhà có nhiều con dâu mình thiên vị đứa này ỷ vào đứa kia con dâu không nói công khai nhưng sẽ phàn nàn riêng với con trai mình điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng của chúng con dâu cả bận rộn con dâu thứ hai dở trò con gái không quan tâm đến mình mỗi lần trong nhà có chuyện chu ngư đều không nói tiếng nào chạy tới giúp đỡ bà đã hài lòng lắm rồi còn có thể nói gì nữa mẹ tôn thở dài trong lòng như bà đã nói trước đây nhiều con nhiều cháu thì nhiều quan gia mẹ không có muối sao chu ngư hỏi đây đây mẹ tôn đi đến bàn ăn lấy mẹ mới mua về chu ngư mở ra đổ vào hũ rồi bỏ một muỗng vào xương đuôi bò hầm mẹ tôn suy nghĩ một lúc vừa thăm dò mà cũng vừa quan tâm nói con và thằng tư đều không còn trẻ nữa nếu có định sinh con thì sinh đi nhân lúc bây giờ mẹ vẫn còn có thể giúp mấy đứa chăm cháu sức khỏe của mẹ con tuy không sao nhưng bà ấy còn phải chăm sóc cho bà nội con bệnh của bà nội con chăm rất vất vả so với mẹ chăm mấy đứa cháu còn cực hơn dạ, đợi trở về con sẽ cùng cánh thành bàn bạc. Chu Du đồng ý. Tâm trạng mẹ tôn tốt hơn rất nhiều, nhìn sự thay đổi của đứa con thứ tư, có thể thấy rõ hai vợ chồng đã quay về thời điểm mới cưới. Nghĩ đến bà liền vui không tả, các con mình sống tốt thì không còn gì bằng, bà có thể ăn thêm một chén cơm nữa. Lột những tép tỏi trong tay, bà lại nói, hôm qua ở chợ gặp mẹ con, mắt bà ấy sắp không nhìn thấy gì rồi, tóc bạc cũng nhiều thêm. Còn bà nội con thì khỏe lắm, tay sách nách mang theo sau mẹ con đi mua đồ, giống như một đứa con nít vậy. Ngày mai nói ba con bốc chút thuốc bổ khí huyết, xong rồi con mang về. Mẹ chồng, nàng dâu vừa trò chuyện vừa nấu bữa tối. Đây là bữa tụ họp đầu tiên của năm nay kể từ ngày 30 Tết. Buổi tối, Tôn Cánh Thành về, nhìn thấy hơn 10 món ăn đã được chuẩn bị trên bàn. Chu Ngư đang đeo tạp về bận rộn một mình trong bếp. Anh đi đến nói một cách chân thành, vợ, em vất vả rồi. Anh ra ngoài đi chu ngư chán anh chị của anh đâu đi ra ngoài bận rồi chu ngư thuận miệng trả lời tôn cánh thành hơi không vui khi nhìn thấy một mụn nước lớn trên tay chu ngư anh hỏi cô sao thế này bị hơi nóng làm bỏng tôn cánh thành tắt bếp định kéo cô xuống để băng bó chu ngư nói rằng không đau nữa rồi đợi nấu xong thì băng bó tôn cánh thành nổi giận hét lớn mẹ mẹ tôn từ nhà vệ sinh đi ra sao vậy tôn cánh phi đi đâu rồi nó là người bận rộn ai biết đi đâu nói rồi thì thấy tôn cánh phi trở về bà chỉ tay nói ở kia cả ngày chị đi lung tung ở đâu vậy chị không biết mẹ bị đứt tay sao giọng điệu tôn cánh thành rất gay gắt chị đi đâu thì liên quan gì đến cậu tôn cánh phi bận rộn cả buổi chiều cũng tức đến nổ phổi chị không biết phụ nấu bữa cơm Tôn Cánh Thành chỉ vào đống đồ ăn chuẩn bị trên bàn, một bàn món ăn như thế này, toàn bộ đều để một mình Chu Ngư làm. Vậy sao cậu không phụ? Tôn Cánh Phi nhìn anh. Chị thì làm gì? Ăn. Tôn Cánh Phi trả lời ngắn gọn. Tối nay chị dám ăn một miếng thử xem. Chị còn ăn hết nữa là. Đây là cơm mà vợ tôi nấu. Tôn Cánh Thành trừng mắt. Đây vẫn là đồ ăn mẹ tôi mua. Tôn Cánh phi đẩy anh, vợ cậu nấu một bữa cơm thì làm sao? Vợ cậu là tiên nữ chắc, đây là bổn phận của con dâu. Đủ rồi. Mẹ Tôn mắng chị, không giúp thì thôi, con còn nói. Vậy cũng không đến lượt nó nói con. Tôn Cánh thành tức muốn chết, đi tắt bếp, kéo Chu Ngư về nhà. Chu Ngư ngại chết đi được, miễn cưỡng cười để làm dịu bầu không khí, nói mình nấu cơm cùng mẹ. Chị nghe chưa? mẹ bị đứt tay mà vẫn phải nấu cơm tôn cánh thành nói với chị chỉ có cậu là hiếu thuận tôi hiếu thuận hơn chị tôn cánh thành đáp trả chị mẹ tôi bị đứt tay vợ tôi tay bị bỏng vậy mà vẫn phải nấu cơm cho mấy người ăn cậu hung dữ với tôi làm gì tôi là quả hồng mềm chắc tôn cánh phi chọc tức anh có giỏi thì cậu hung dữ với anh cả anh hai đi tôn hữu bình nghe thấy tiếng động đi lên nhìn từng người một Tôn Cánh Thành chỉ trầm mặt đứng đó, Tôn Cánh Phi đeo tạp về đi vào bếp, mẹ Tôn Dục Chu Ngư xuống để băng bó vết thương. Trên lầu ầm ĩ, Tôn Hữu Bình cũng đoán được phần nào, ông không nói gì, chỉ gọi Chu Ngư theo xuống để xử lý vết thương. Chờ Chu Ngư và Tôn Cánh Thành lần lượt đi xuống, mẹ Tôn tức đến nỗi cú vào đầu Tôn Cánh Phi, tuổi tác lớn rồi mà đầu óc thì không lớn. Dạo này con trai con ở bên nhà Chu Ngư học bài phụ đạo, sau này xem con có còn mặt mũi để cho nó đi hay không. Không lâu sau, có hai đầu bếp từ nhà hàng của Tôn Cánh Huy đến, mẹ Tôn ngạc nhiên, có phải là thằng Tư không có não gọi cho thằng hai rồi không? Tôn Cánh Phi bình tĩnh trả lời, chắc là ba con. Dưới lầu, Tôn Hữu Bình xử lý vết thương cho Chu Ngư, trước tiên chọc vỡ mụn nước, sau đó khử trùng rồi rắc thuốc bột. Ông dặn tạm thời không được dính nước, hai ngày là khỏi. Còn Tôn Cánh Thành chỉ biết đứng một bên im lặng nhìn. Chu Ngư nhìn sắc mặt của Tôn Hữu Bình, vẫn như bình thường, nhân tiện kể về tình hình của phùng giật quân. Biết ông có nguyên tắc là không khám bệnh thì không kê đơn thuốc, cô bổ sung thêm, bên cạnh bà nội không thể thiếu người, mẹ con không tiện đến. Tôn Hữu Bình không để tâm, vậy ngày mai sáng sớm ba qua đó. Dạ. Chu Ngư sững sờ trong chốc lát, sau khi phản ứng lại thì vội nói, không cần đâu ba, con sẽ về trong bà nội, để mẹ con đến. Cũng được. Tôn Hữu Bình nói. Cũng để bà nội đến đây đi tôn cánh thành nói để ba tiện thể cũng khám cho bà dạ dày của bà cụ thế nào tôn hữu bình hỏi dạ rất tốt ăn được hai chén cơm nói xong thì thấy chị dâu cả đến anh hai chị dâu hai cũng dừng xe vòng qua cổng khu dân cư bây giờ ngoại trừ hai chị em này tất cả mọi người kể cả tôn dục ngôn bốn tuổi đều phải đi từ cổng khu dân cư lên lầu phòng khám không bận tôn hữu bình cởi áo blue trắng rồi cùng họ lên lầu các đầu bếp rất nhanh nhẹn, nửa tiếng sau đã nấu xong, mẹ tôn rất khát sáo, nó làm phiền họ phải đến tận đây, sau đó tiễn họ xuống. Trở về thì anh hai nói với bà là bà đối xử với họ khách sáo quá rồi. Các món ăn đều đã được bày lên, mọi người trong nhà ngồi vào bàn, ăn uống được một lúc, tôn cánh phi đứng dậy rót một ly rượu vang cho chu ngư, không nói gì, uống hết. Chị dâu cả, chị dâu hai không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng không hỏi. Mãi cho đến khi ăn xong một cách yên tĩnh, anh cả mới đi làm về. Tôn Hữu Bình xúc miệng, không xuống lầu, ngồi ở đó đợi anh ấy ăn. Anh hai đề nghị trước, nói là từ giờ trở đi, tiệc cuối tuần đều sẽ giao cho đầu bếp nhà hàng làm, như vậy mẹ cũng có thể nghỉ ngơi. Chị dâu hai tán thành ý kiến, Tôn Cánh Phi tán thành ý kiến, anh cả nhân lúc gấp thức ăn cũng nói tán thành. Chị dâu cả không bày tỏ ý kiến, Chu Ngư và Tôn Cánh Thành cũng không bày tỏ ý kiến, còn mẹ Tôn thì lấy một chiếc tâm xỉa răng không nói gì. Tôn Hữu Bình đợi anh cả ăn xong, nhìn về phía mẹ Tôn, ý của bà thế nào? Mẹ Tôn ném tâm sự răng đi, vậy thì mấy đứa cứ lo cho việc của mình, không cần phải tụ họp nữa. Tôn Hữu Bình gật đầu, được, nghe theo mẹ các con. Anh cả hoàn toàn không hiểu gì, nhìn vợ mình, chị dâu cả đá nhẹ anh ấy một cái, ý kêu anh ấy ăn nhiều nói. Sau đó cười nói, mời đầu bếp thì không còn ý nghĩ gì nữa, còn như thường lệ thì thứ bảy con và chu ngư có thể qua phụ cả nhà mình ăn một bữa cơm náo nhiệt. Thiếm Hai thì không cần, thiếm ấy ngay cả nước tương với giấm còn không phân biệt được, nếu một ngày nào đó bận quá thì mình hãy gọi đầu bếp đến. Chu Ngư tiếp lời, còn đồng ý với chị dâu cả. Tôn Cánh Thành cũng tiếp lời, người trong nhà nấu mới có ý nghĩa. Tôn Cánh Phi biết thời thế, còn đồng ý với chị dâu cả. Sau đó anh cả, anh hai, chị dâu hai cũng đồng ý, tình hình hoàn toàn đảo ngược chị dâu cả nhìn về phía mẹ tôn, mẹ, ý của mẹ thế nào? Mẹ tôn lấp lửng nói, nghe theo ba các con. Tôn hữu bình đóng góp, theo như những gì con nói đi, mọi thứ đều như lúc bình thường. Việc này được xác định, tôn hữu bình lại trầm mặt hồi lâu, rồi từ từ mở miệng, ba còn một chuyện muốn nói. Căn nhà này ba định sang tên cho dục nhất, sau này nếu ba và mẹ các con đi rồi, coi như là của chị em dục nhất. Vợ chồng Tôn Cánh Thành không có ý kiến, tôn cánh phi càng không có ý kiến vợ chồng tôn cánh huy trên bàn ăn nói không có ý kiến trên đường trở về lâm tỉnh lẩm bẩm vài câu nhưng cũng dừng lại một cách thích hợp mấy người con dâu nhà họ tôn không có nhiều quyền lên tiếng tôn cánh huy không quan tâm quyết định này là hợp lý lâm tỉnh lại nói chuyện nấu cơm nói rằng mời đầu bếp thì không thích không phụ thì lại nói lời khó nghe chị ấy có thể nấu ăn chẳng qua là không muốn nấu mà thôi gia đình chị ấy từng bán hải sản ở chợ Hồi còn con gái chị ấy thường nấu ăn cho nhà mình, khi đó chị ấy thề rằng sau khi lấy chồng sẽ không bao giờ nấu cơm cho mẹ chồng. Tôn Cánh Huy không đáp lại lời của chị ấy, biết chị ấy miệng ác nhưng tâm không ác, chỉ lén phàn nàn mấy câu mà thôi. Xe dừng lại ở trước đèn đỏ, Tôn Cánh Huy vặn mở bình giữ nhiệt đưa cho chị ấy, khác rồi à. Lâm tỉnh cười cười, chuyện này cũng qua đi, sau đó chị ấy nói hôm nay là kỷ niệm năm thứ 15 ngày cưới của hai người. Tôn Cánh Huy đảo đầu xe, đưa vợ đi uống cà phê. Lâm tỉnh nhìn từng khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, ngoài sự mệt mỏi còn có nhiều hơn là nỗi bão táp mưa xa sau nhiều năm. Chị ấy 15 tuổi quen biết Tôn Cánh Huy, 27 tuổi lấy anh ấy, giờ đã 42 tuổi. 27 năm, chỉ trong chớp mắt, những ngày tháng khó khăn nhất đều đã vượt qua. Lúc quen biết Tôn Cánh Huy thì chị ấy mới học trường nghề, học sư phạm mẫu giáo, lúc đó Tôn Cánh Huy không thi đổ đại học, học việc tại cửa hàng sửa chữa ô tô lớn nhất trước cổng trường chị ấy tôn cánh huy có ngoại hình đẹp và đôi mắt đào hoa dù chỉ là người học việc và đã có bạn gái nhưng anh ấy vẫn dụ dỗ những cô gái nhiều lần giả vờ vô tình đi ngang qua tiệm sửa xe bản tính của anh ấy phong lưu ngay cả khi bạn gái đang đợi ở cửa cũng không cản nổi việc anh ấy tán tỉnh những cô gái khác tôn cánh huy không coi đó là tán tỉnh vì anh ấy vẫn luôn ăn nói như vậy chỉ là những câu nói rất bình thường nhưng những cô gái đó và bạn gái anh ấy thì lại không nghĩ như vậy. Làm việc ở tiệm sửa xe được một năm, anh ấy đã đổi ba người bạn gái. Còn Lâm tỉnh làm thế nào để hao hết tâm tư để quen được anh, giữa những cô gái xinh đẹp như hoa để nổi bật, rồi ở bên cạnh anh 12 năm mới được gả vào nhà họ tôn, thì những gian nan và cay đắng trong đó không thể nói cho người ngoài biết. Cũng không còn cách nào khác, đàn ông đứng đắn thì rất nhiều, nhưng chị ấy lại chỉ thích mỗi tôn cánh huy. Hai người cũng từng cãi nhau, chia tay, từng nói lời cay đắng, từng đánh nhau. Nhưng trong những lúc khó khăn và túng quẫn nhất của đối phương, vẫn luôn có nhau bên cạnh. Nếu để Lâm tỉnh tóm tắt 27 năm này của họ, thì muôn vàng ngôn từ trào dân trong đầu, lăng tăng rồi lăng tăng, sôi sục rồi sôi sục, cho đến khi mọi cảm xúc trở nên bình lặng, theo gió cười một tiếng, cứ như vậy thôi. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like xe và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo